Giang gia ngay cả hạ nhân cũng không phái tới, điều này nói rõ Giang gia đối với hợp tác này căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Đại điện chủ, nếu không, chúng ta phái người đi Giang hãn lính. Vương Ly thăm dò hỏi, phái ai, người nguyện ý đi không? Tống Thiên Tinh hỏi, Vương Ly vỗ ngực, sự do người làm, mặc dù nhưng nhiệm vụ này có chút khó, nhưng mà vì tương lai dược sư điện, Vương Ly ta nguyện ý thử xem. Quyết tâm thật là tốt, Tống Thiên Tinh cũng không đành lòng cự tuyệt, đang muốn đáp ứng, lại không nghĩ ứng vội yêu ở một bên cười nhạt nói lần này tứ điện chủ đi nếu như nhìn thấy kiều bạch thạch phải đối mặt như thế nào kiều bạch thạch tất cả mọi người đều thất kinh sau khi kiều bạch thạch rời khỏi hướng đi không rõ chẳng lẽ nói là tìm giang hãn hầu phủ nương tựa ngay cả tống thiên tinh cũng có chút hít giật mình vội yêu người nói là kiều bạch thạch ở giang hãn lính. tống thiên tinh nghiêm nghị hỏi đúng vậy trước khi hắn từ chức đã từng nói với ta hắn ly khai dược sư điện liền tìm giang trần sẽ không đi địa phương khác ứng vội yêu than nhẹ cái này toàn trường đều choáng váng nếu như kiều bạch thạch ở giang hãn lính cái kia nói rõ hắn và giang trần quan hệ không phải chuyện đùa lúc này dược sư điện phái người đi đó là tự dước lấy nhục lần này ngay cả nhị điện chủ nhà quần cũng choáng váng kiều bạch thạch vậy mà cùng giang trần quan hệ mật thiết như vậy tống thiên tinh cũng bất ngờ kiều bạch thạch là hắn một tay bồi dưỡng hắn biết rõ cảm tình của Kiều Bạch Thạch đối với Dược Sư Điện. Ngày đó cao tầng hội nghị, cơ hồ tất cả mọi người muốn giao Kiều Bạch Thạch cho Long Gia, đây đã tổn thương cảm tình của Kiều Bạch Thạch, để cho Kiều Bạch Thạch tuyệt vọng. chương 195, Tổ Tôn hai Người Thần Bí một Chỉ là, Tống Thiên Tinh không thể tưởng được, Kiều Bạch Thạch dĩ nhiên đi đầu nhập vào Giang Trần, đầu nhập vào một chư hầu chi tử. Làm trưởng lão lại lửa cháy đổ thêm dầu, mỉa mai nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Kiều Bạch Thạch này sớm đã có cách nghi ăn cây táo, rào cây sung rồi. Đầu nhập vào Giang Trần, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ không biết, hắn mang đi bao nhiêu bí mật của dược sư điện tới tìm nơi nương tựa. Tống Thiên Tinh nghe xong lời này, triệt để nổi giận. Làm trưởng lão, người cầm miệng cho bản điện, người còn có phong độ của một trưởng lão hay không? Đối với một người rời đi, có tất yếu đối trọi gay gắt như vậy sao? Người có nhàn rỗi đi nói móc một người đã rời đi, không bằng đi nghĩ biện pháp như thế nào kéo dài hợp tác cùng Giang Gia A. À. Ta, làm trưởng lão bị quát lớn, nhưng không dám chống đối nửa câu. Đại điện chủ uy nghiêm còn ở đó, đừng nhìn hắn xưa nay hỏa ái, một khi nổi giận, cái uy thế kia là rất dọa người. Nói nhảm bản điện không muốn nghe nữa, vẫn là câu nói kia, ai có thể kéo dài hợp tác với Giang Gia, người đó là đại điện chủ kế nhiệm. Lời nói thừa thái, hết thảy đều là nói nhảm, ta một mực không nghe. Ánh mắt tống thiên tinh nhìn quét một vòng các ngươi ai nguyện ý đi giang hãn lĩnh một chuyến vương ly vốn là nhảy ra bị ánh mắt tống thiên tinh nhìn tới đầu nhịn không được co rụt lại hắn ngược lại là muốn đi thế nhưng mà vừa nghĩ tới kiều bạch thạch ở đó hắn cũng biết đi cũng là đi không hợp tác khẳng định không tiếp tục được nói không chừng còn đầy bụi đất bị kiều bạch thạch chế ngạo làm trưởng lão bị ánh mắt của tống thiên tinh quét qua cũng đỏ mặt cúi đầu không dám ứng đối nàng càng không có quyền lên tiếng rồi nàng đi giang hãn lĩnh có thể còn sống trở về hay không cũng là một huyền niệm. Lão nhị, nếu không, người đi thử xem. Tống Thiên Tinh nhìn về phía nhạc quần, nhạc quần mặt già đỏ lên, gãi gãi đầu. Lão đại, ta cái lão đầu tử này, phương diện giao tế rất kém. Nói sau ta lớn tuổi, cùng người trẻ tuổi không có tiếng nói chung. Ta đi tìm Giang Trần, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Hắn có thể gặp một lão đầu tử như ta sao? Cao tầng khác, bị ánh mắt của Tống Thiên Tinh đảo qua, mỗi một cái đều cúi đầu, không có một cái nào dám sung phong nhận việc. Tống Thiên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình đến một bước này, chẳng lẽ thật muốn hắn tự thân xuất mã? Nhìn nhìn ứng vô ưu, đột nhiên con mắt Tống Thiên Tinh sáng ngời. Vô ưu, nếu không, người thay dược sư điện đi giang hãn lính. Đại điện chủ, ta đã chuẩn bị từ trước. chuyện này, người vẫn là nhờ cao nhân khác a. À. Hơn nữa, ta cũng hiểu được, dùng thế cục bây giờ của dược sư điện, dù đại điện chủ ngài tự mình đi, kết quả cũng giống nhau, tay không mà về. Ứng Vô Ưu cảm thấy hả giận, hắn chứng kiến bọn cao tầng này ủ rũ, trong nội tâm cảm thấy rất thoải mái. Các ngươi không phải rất biết bỏ đá xuống giếng sao? Không phải xa lánh Kiều Bạch Thạch sao? Không có Kiều Bạch Thạch, các ngươi chơi nổi sao? Hiện tại như thế nào? Nguyên một đám như ăn mướp đắng, Ứng Vô Ưu không phải nhìn có chút hả hê, mà là vì Kiều Bạch Thạch cảm thấy hả giận, cảm thấy thống khoái. Những người này, lúc trước đã kích Kiều Bạch Thạch là không lưu tình a. À. Hiện tại như thế nào? không đi cầu kiều bạch thạch bọn hắn là làm không được nhà quần vẫn có chút chưa từ bỏ ý định vô yêu người nói giang trần giang tiểu hầu thật sự sẽ bởi vì kiều bạch thạch mà không cùng dược sư điện chúng ta hợp tác sao kiều bạch thạch là không tệ nhưng mà hắn có nghị lực lớn như vậy sao có thể ảnh hưởng đến quyết sách của giang tiểu hầu sao ứng vô yêu cười ha ha ta không biết kiều bạch thạch có nghị lực lớn như vậy hay không nhưng mà mỗi lần giang ra gặp chuyện không may cái thứ nhất tìm đều là kiều bạch thạch Lúc trước Giang Hán Hầu Giang Phong bị tập kích, hắn là mời Kiều Bạch Thạch đi chữa thương, lúc trước Giang gia muốn lui lại, là thông qua đường đi của Kiều Bạch Thạch ẩn nấp. Các ngươi nói, Giang gia đối với Kiều Bạch Thạch, đến cùng như thế nào? Nhạc quần cười khổ, cái này thật sự là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ, thật sự phải mời Kiều Bạch Thạch về? Lúc nói lời này, nhạc quần cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc trước Giang dạy Kiều Bạch Thạch, nhạc quần hắn cũng không có lưu tình cảm gì. Mời Kiều Bạch Thạch trở lại, loại lời này cũng chỉ có hắn ra mặt dày mới dám nói ra. Những người khác, ngay cả dũng khí nhắc tới cũng không có. Nhất là Lam trưởng lão, nghe xong lời này, khuôn mặt thanh một hồi, bạch một hồi. Mời Kiều Bạch Thạch trở lại, chẳng lẽ dược sư điện chúng ta, không có hắn liền sống không được sao? Lam trưởng lão nhịn không được, vậy ngươi đi đi, nhà quần tức giận, tống thiên tinh thở dài. Vội yêu, mới vừa rồi ngươi nói từ trước, cũng là nhất thời tức giận. Nếu không như vậy, Người đi Giang gia, nếu như có thể thuyết phục Giang gia, người trực tiếp thăng làm tam điện chủ. Những người khác đi, đều không được, ứng vô yêu cùng Kiều Bạch Thạch là bằng hiếu, chỉ có hắn đi, mới có một đường cơ hội. Vương Ly nghe vậy, trong mắt bắn ra một đạo hào quang như độc xà. Đại điện chủ, như vậy không công bình, hắn một trưởng lão bài danh thấp, thoáng cái nhảy lên tới vị trí tam điện chủ, cái này. Cái này không công bình, ta không phục, trong nội tâm Vương Ly hờn dỗi, công khai kêu la tống thiên tinh lạnh lùng nói nếu như ngươi có thể ta liền trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm kế nhiệm đại điện chủ ngươi có thể sao vương ly cắn răng hai mắt đỏ bừng muốn đáp ứng lại tự biết không có bổn sự này ứng vô ưu khoát tay áo đại điện chủ các ngươi không cần rằng co ta sẽ đi giang hãn lĩnh nhưng là đi thăm bằng hữu cũ Sự tình dược sư điện cùng ta không quan hệ các ngươi nhìn xem xử lý a à. nói xong ứng vô ưu đặt lệnh bài trưởng lão lên bàn quay người lướt đi Ứng vô ưu cũng nhìn thấu rồi, biết rõ ở dược sư điện, nội chiến vô cùng vô tận, nhất định không có vị trí của hắn. Dù hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, có loại người như nhạc quần, vương ly cùng lam trưởng lão, tiền đồ của ứng vô ưu hắn cũng sẽ ảm đạm. Cho nên, so với bị bọn hắn xa lánh, còn không bằng tiêu sái ly khai. Tống thiên tinh miệng có chút giật giật, cuối cùng lại không nói gì thêm. Đột nhiên cảm giác được cả người không còn lực, hứng thú hết thời, khoát tay áo, chỉ nói hai chữ. Tan họp, trong mật thất dược sư điện thuấn lão cùng thiếu nữ thần bí hoàng nhi kia một cái đứng một cái ngồi nhưng lại đem hết thảy hướng đi của hội nghị cao tầng dược sư điện nghe thanh thanh sở sở tình trạng vô vọng tống thiên tinh này tính cách thủ đoạn cũng không tệ chỉ tiếc thời khắc mấu chốt thiếu một chút quyết đoán a thuấn lão nhẹ nhàng thở dài hoàng nhi thiếu nữ kia mặc xiêm y xanh nhạt đứng ở cửa sổ ở vài cọng hoa cỏ tầm đó khuấy động đôi con người thanh thuần lộ ra chăm chú đẹp như tranh vẽ chương 196, tổ tôn hai người thần bí hai. Thuấn lão, ngài đối với sự tình của dược sư điện, không phải trước sau như một không để ý sao. Thuấn lão kia cười ha ha, nói cho cùng, chúng ta ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, luôn luôn có chút tình cảm nha. Xem ra, chúng ta là phải ly khai rồi. Ly khai, Hoàng Nhi sướng sờ, ân, ly khai, thuấn lão quyết đoán gật đầu. Hoàng Nhi, người nói chúng ta là đi giang hãn lính. Hay là đi địa phương nào khác? đi giang hán lính, bàn tay trắng nõn thon dài của Hoàng Nhi có chút dừng lại, khuôn mặt như tiên tử hiện ra một tia vui vẻ thanh đạm. Thuấn lão, chẳng lẽ người đối với Giang Trần kia thật sự chú ý như vậy? Ha ha, Hoàng Nhi ngươi nói đúng, Giang Trần này, lão gia hỏa ta rất ưa thích, nếu không như thế, ngày đó trước nhị độ quan, lão đầu tử ta há có thể giải vây cho hắn. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, chỉ loay hoay lấy những hoa cỏ kia, không nói gì. Hoàng Nhi, ngày đó một trận chiến trước nhị độ quan, không thể không nói trên người giang trần này ẩn chứa một loại đại năng lượng đại năng lượng mà ngay cả lão phu cũng động tâm kiếm điều đại quân bị hắn khu động che khuất bầu trời muôn hình vạn trạng thật sự là rất đồ sộ còn có tử dương tông kia trước sau phái ra ba linh đạo đệ tử hai cái trước một chết một thương nếu không phải tên cuối cùng thực lực quá mạnh mẽ chỉ sợ lão già ta cũng không cần ra tay hơn nữa mặc dù ở dưới loại tình huống đó giang trần cũng không thỏa hiệp không chịu thua rất hợp khẩu vị của lão phu Thuấn lão này nói xong, cũng nở nụ cười. Hắn biết rõ Hoàng Nhi khả năng không quan tâm những thứ này. Chỉ là thời gian dài ở địa phương nhỏ như Đông Phương Vương Quốc, sự tình có thể đáng giá nhắc tới, quả thực là quá ít. Ít nhất ở trên người Giang Trần, có một chút tính chất đặc biệt, có thể cho hắn nói ra. Quan trọng nhất là, trong đầu Thuấn lão cố chấp cho rằng, thiên cơ lão nhân tính toán cho bọn hắn một quẻ kia, nói bệnh tình trong cơ thể Hoàng Nhi, sẽ ở Đông Phương Vương Quốc tìm được một đường sinh cơ. Mà Thuấn lão cố chấp rất mạnh, hắn cảm thấy một đường sinh cơ này, ở trên người Giang Trần thấy được một chút manh mối. Tuy chỉ là một chút manh mối, nhưng lại khiến thuấn lão động tâm. Dù sao, dùng thân phận một chư hầu chi tử thế tục như Giang Trần, gần đây biểu hiện nghịch thiên, đã vượt qua cực hạn thân phận chư hầu chi tử của hắn. Ở Đông Phương Vương quốc vài năm, thuấn lão chú ý khắp nơi, duy nhất được xưng tụng ngoài ý muốn, thì là Giang Trần này rồi. Trừ hắn, còn có ai? Long cơ tuyết, tiên thiên thanh loan thể. Ở trong mắt thuấn lão, cái gọi là tiên thiên thân thể kia quá bình thường tông môn cấp bậc như tử dương tông thậm chí không vào được pháp nhãn của thuấn lão nếu không phải thuấn lão cố kỵ thân phận ngày đó trước nhị độ quan hắn bắn ra ngón tay có thể xoắn bọn người sở tinh hán thành cho bụi hắn không có làm như vậy một là vì thân phận không cùng tiểu bối chấp nhận thứ hai là không muốn ám chỉ cho giang trần quá nhiều để cho giang trần cảm thấy sau lưng có một chỗ dựa hắn vẫn muốn tiến thêm một bước khảo sát giang trần Nhìn xem tiềm lực phát triển của Giang Trần đến cùng cao bao nhiêu, nhìn xem Giang Trần bước tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Nếu thật là nhân tài, Thuấn Lão không ngại tiếp tục chú ý. Nếu như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Thuấn Lão cũng có thể tùy thời bước ra, bỏ mặc, mặc hắn tự xanh tự diệt. Cái này là cách nghĩ chân thật của Thuấn Lão. Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn sẽ không buông tha. Nhưng nếu phát hiện một tia hy vọng này là giả, Thuấn Lão hiển nhiên cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Dù sao địa phương như Đông Phương Vương Quốc, đối với Thuấn lão mà nói, cấp bậc thật sự là quá thấp, không đáng hắn chú ý. Nếu không phải bởi vì bệnh tình của Hoàng nhi, chỉ sợ tiếp qua một vạn năm, Thuấn lão cũng không có khả năng đặt chân tới một vương quốc thế tục như vậy. Giang Hãn Lĩnh, Ba Giang Thành, từ khi phụ tử Giang Phong trở về, không khí toàn bộ Giang gia trở nên thập phần sinh động, tất cả Giang gia đệ tử, có thể nói là đoàn kết chưa từng có, nhiệt tình chưa từng có. Một trận chiến nhị độ quan đã bị cải biên thành vô số phiên bản, ở giang Hán lĩnh thành tồn tại truyền thuyết. Vô số phiên bản, nhạc dạo chỉ có một, cái kia chính là tiểu hầu gia đại phát thần uy, một người đủ giữ quan ải, đại chiến long ra trăm vạn đại quân tại nhị độ quan. Giết long chiếu phong, diệt đảng đồ long ra, chấn nhiếp trăm vạn đại quân. Dùng sức một mình, ngăn cơn sóng giữ, cứu đông phương nhất tộc ở trong nguy nan. Mặc dù là giang hãn hầu giang phong, giờ phút này không thừa nhận cũng không được, hôm nay ở giang hãn lĩnh. Danh khí của nhi tử Giang Trần, tuyệt đối là áp qua Giang Phong hắn. Giang Phong tự nhiên sẽ không bởi vì chút sự tình này mà ghen ghét. Từng phụ thân đều mong con hơn người, mỗi một nam nhân, bọn hắn duy nhất có thể tiếp nhận nam nhân so với mình mạnh hơn, là con của mình. Bị nhi tử siêu việt, đó là kiêu ngạo của mỗi một nam nhân. Giang Hãn lĩnh người đại bộ lạc, từ kinh bộ bị diệt, hôm nay do nhi tử Giang Đồng Giang Vũ chủ trì. Chín đại bộ lạc khác đều triệt để thần phục ba ngày hai lần phái người đến ba giang thành hướng giang phong tỏ thái độ nguyên một đám vô cùng thuận theo cái này cũng khó trách bọn hắn ngay cả long đằng hầu danh chấn thiên hạ cũng tiện tay liền tiêu diệt bọn hắn những bộ lạc nho nhỏ này chẳng lẽ còn dám ngỗ nghịch sao trước kia có chút tiểu tâm tư chút cách nghĩ ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều ngoan ngoãn giấu đi hiện tại phụ tử giang phong là thiên của giang hãn lĩnh dù phụ tử giang phong nói muốn khởi binh tạo phản thay đông phương gia tộc quân lâm toàn bộ vương quốc, bọn hắn cũng sẽ tụ tập hưởng ứng. Ở bọn hắn xem ra, hiện tại vương thất suy sụp, trăm phế đợi hưng, dù đông phương lân lên đài, không có vài thập niên nghỉ ngơi lấy lại sức, là căn bản không dậy nổi. Ngược lại là giang gia, như mặt trời ban trưa, uy chấn thiên hạ, lúc này thay thế đông phương nhất tộc, chắc hẳn thiên hạ chưa hầu, không có một nhà dám đối kháng, dám nói hai lời. Nhưng mà, tựa hồ phụ tử giang phong căn bản không có ý nghĩ này. Đừng nói phát binh thay thế đông phương nhất tộc, ngay cả đông phương vương thất phong thưởng cũng bị phụ tử giang phong từ chối ngày đó giang trần trả chư hầu lệnh lại cho đông phương lộc cũng đã tỏ thái độ giang gia hắn từ nay về sau cùng vương thất ân đoạn nghĩa tuyệt sẽ không nghe hiệu lệnh của đông phương nhất tộc mặc dù đông phương lân thượng vị là công lao của giang gia nhưng mà giang gia không có bất kỳ ý tứ nhận phong thưởng phong thưởng chư hầu đệ nhất thiên hạ cũng bị giang gia phụ tử cự tuyệt cũng may đông phương nhất tộc cũng biết bọn hắn căn bản không có thực lực đi ảnh hưởng thái độ của Giang gia. Giang gia nguyện ý tiếp nhận, bọn hắn mừng rỡ. Giang gia không muốn tiếp nhận, bọn hắn cũng không dám bắt buộc. chương 197, Giang Trần Ngộ Đạo. Ngày hôm nay, Giang Phong đang ở trong phủ xử lý nội vụ, chợt nghe tin Kim Sơn Hầu cùng Hổ Khâu Hầu tới chơi. Kim Sơn Hầu cùng Hổ Khâu Hầu là bằng hữu của Giang Phong, lẫn nhau giao tình rất sâu. Hơn nữa lúc cùng Long Gia đối kháng, hai nhà này cũng khăng khăng một mực đi theo Giang Gia. Tuy là do thế cuộc thôi động, nhưng tam gia giao tình, vẫn tương đối sâu. Ha ha, nhị vị hiền đệ tới chơi, hôm nay Giang Phong ta một thân bố y, nhị vị hiền đệ sẽ không để tâm chứ. Giang Phong vui đùa, Giang Huynh, không quan một thân nhẹ, huynh đệ ngược lại là hâm mộ ngươi a. À. Kim Sơn Hầu thở dài, hổ khâu hầu cũng cười nói, lại nói tiếp, ta cùng Kim Sơn Hầu có thể có hôm nay, cũng là mượn đại thế của Giang Huynh. Hổ thẹn, hổ thẹn, ha ha, huynh đệ nhà mình, không nói những lời khách khí này a, à, mời. Giang Phong hào sảng cười cười, đối với hai bằng hữu này vẫn là rất hài lòng vì bọn họ cao hứng. Vương Quốc trải qua đại biến cố, hai nhà này nắm lấy cơ hội, mời chào không ít nhân tài, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại mượn đại thế của Giang gia, một lần hành động trở thành tứ đại chư hầu mới. Giang huynh, nghe nói Vương thất có ý phong thưởng Giang gia thành đệ nhất chư hầu thiên hạ. Lại không biết Giang huynh vì sao cự tuyệt, người ta làm huynh đệ hơn nửa đời người khó được đi đến một bước này, là thời điểm nên đồng tâm hiệp lực, kiến công lập nghiệp A. Kim Sơn Hầu hỏi, hổ khâu hầu cũng gật gật đầu, nếu vị trí đệ nhất chư hầu này, để người khác đi ngồi, ta cùng Kim Sơn Hầu đều không phục. Ngoại trừ Giang ra, ai có tư cách, Giang Phong cười nhạt một tiếng, nhị vị hiền đệ, là Đông Phương lân phái các người tới sao. Kim Sơn Hầu cùng hổ khâu hầu cười cười, đều gật gật đầu. Giang Huynh, Giang gia đến cùng có tính toán gì, mong cho một cái ngọn nguồn, người cũng biết hiện tại nếu giang gia các ngươi không lên tiếng toàn bộ vương quốc vẫn sẽ nhân tâm di động không có lực lượng gì a à. giang phong cười nhạt một tiếng giang gia ta từ nay về sau sẽ không dính vào quyền lực chi tranh của đông phương vương quốc các ngươi trở về cũng có thể nói cho đông phương lân an tâm làm quốc quân của hắn đừng lo lắng giang gia ta sẽ như long gia lời nói đại bất kính nếu có tâm này cũng không cần chờ tới hôm nay kim sơn hầu cũng gật gật đầu giang huynh nói đúng Quốc quân bệ hạ cũng không phải lo lắng cái này. Được rồi, nên nói ngu huynh cũng đã nói, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta chỉ ôn chuyện cũ, không luận triều chính. Ha ha, Giang huynh, đừng nóng vội, còn có một chuyện, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người. Chuyện gì? Là thế này, mấy ngày trước, dược sư điện đại điện chủ Tống Thiên Tinh Thiết Yến khoản đãi huynh đệ chúng ta, hôm nay hắn mang theo một nhóm người, muốn tới bái phỏng Giang huynh. Nhưng lại sợ mạo muội, cho nên, nhờ hai người chúng ta đến tìm hiểu. Giang Huynh phải chăng có thời gian tiếp kiến bọn hắn thoáng một phát. Kim Sơn Hầu kỳ thật cũng không muốn làm nhân tình này, nhưng mà bất đắc dĩ dược sư điện thanh danh lớn, địa vị còn ở đó, hắn cũng không muốn đắc tội. Nói sau lần này Tống Thiên Tinh tư thái rất thấp, lại bày rượu khoản đãi, còn tặng lễ, tiến đưa đan dược, để cho bọn hắn có chút ngại mặt mũi. Tống Thiên Tinh, Giang Phong nao nao, bọn hắn muốn gặp, chỉ sợ là Trần Nhi A, Kim Sơn Hầu không ngừng gật đầu, đúng đúng, bọn họ là muốn bái kiến Giang Trần Hiền Chất còn khuyến khích hai tiểu tử nhà chúng ta cầu tình bất quá hai tiểu tử kia tinh như quỷ chỉ lo từ chối nên hai lão gia hỏa chúng ta mới mày dạn mặt dày hướng giang huynh mở miệng giang phong cũng không nói gì buông ly trong tay sự tình trần nhi ta không tiện thay hắn làm chủ hơn nữa hắn cũng bế quan hơn nửa tháng chỉ sợ không có nhanh như vậy xuất quan đám người dược sư điện kia đã đến ba giang thành ân đều đã đến đang ở trong khách sạn xem bọn hắn tựa hồ rất có thành ý nếu giang trần hiền chất bế quan lại để cho bọn hắn chờ một chút có lẽ cũng không sao đã như vậy vậy trước tiên để cho bọn hắn đợi chút đi trần nhi chừng nào xuất quan nói thật ta cũng không rõ ràng lắm giang phong nói là tình hình thực tế kim sơn hầu cùng hổ khâu hầu đều cười gật đầu đối với phụ tử giang phong bọn hắn cũng có một loại cảm giác nhìn không thấu tuy đồng sinh cộng tử qua nhưng mà tình hình phát triển đến một bước này bọn hắn phát hiện rất nhiều sự tình đã không thể tùy ý như trước rồi Tuy Giang Phong bây giờ một thân bố y, hai người bọn họ là chư hầu quyền cao chức trọng. Nhưng mà, ở trước mặt Giang Phong, phảng phất hai người bọn họ là bình dân, mà Giang Phong mới là chư hầu quyền cao chức trọng. Tham dự chiến dịch nhị độ quan, chứng kiến kỳ tích của Giang Trần. Cho dù là chư hầu bái kiến sóng to gió lớn như bọn hắn, muốn phai mờ biểu hiện kia của Giang Trần, cũng là không thể nào. Bởi vậy, bọn hắn tô nệ là không thể tránh được. Giờ phút này, Giang Trần đã bế quan hơn nửa tháng. Sau khi đột phá 11 mạch chân khí đại sư, hắn liền điều chỉnh phương thức tu luyện. 12 mạch chân khí, vì cái gì tất cả võ giả đều dừng bước ở 11 mạch chân khí? Không có người có thể tiến vào 12 mạch chân khí, lại trùng kích linh đạo. Giang Trần thông qua nửa tháng lục lọi, lĩnh ngộ đã dần dần lục lọi đến một tia huyền cơ. Đây không phải vấn đề tư chất, mà là pháp tắc tu luyện của thế giới này. Cái gọi là 12 mạch chân khí, dừng bước ở 11 mạch chân khí, thiếu đi một mạch này tựa như thiếu đi một cái nhất trong một cái nhất này bao hàm toàn diện cái nhất này là tiểu đạo cùng đại đạo khác biệt trên thực tế cái nhất này cũng không phải vô duyên vô cớ không còn mà là cái nhất này biến thành vô tận khả năng thì ra là chân khí cảnh cùng linh đạo cảnh tầm đó tồn tại vô số loại khả năng bao hàm toàn diện có ít người ở chữ nhất này đau khổ truy cầu viên mãn lại cuối cùng không thể được có ít người thì tại chữ nhất này, bỗng nhiên đốn ngộ, cuối cùng phá kén thành bướm, thành tựu linh đạo. Cái nhất này là một cây cầu từ chân khí cảnh đến linh đạo. Cây cầu kia, người nhìn không tới, cũng sờ không được. Đi qua, là đại đạo, trăm ngàn tuổi thọ. Đi không qua, vẫn còn là phàm thai, không có thoát ly khổ hải thế tục. Buồn cười, đáng tiếc, võ giả thế giới này, đều cho rằng, 12 mạch chân khí kia là một tầng cảnh giới. Đây là nhận thức sai lầm, là võ học bình chướng chân chính đây là vấn đề mà thiên phú cũng không giải quyết được. Nếu Giang Trần không có trí nhớ của kiếp trước, nếu không có học cứu thiên nhân, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ không được điểm này. Trên thực tế, thời điểm ngươi lĩnh ngộ một chữ nhất cuối cùng, bản thân chẳng khác nào tiến vào, 12 mạch chân khí, bản thân cũng viên mãn, liền đi đến trên cầu. Trường 198, Giang Trần xuất quan một Cái, nhất, này, từ nghĩa hẹp mà nói, là, 12 mạch chân khí, nhưng mà từ chân ý võ đạo mà nói, lại là võ đạo chi kiều, phân cách phàm tục cùng tiên cảnh. Ở trên người khác nhau, cây cầu kia là bất đồng. Ở trên người khác nhau, cây cầu kia có vô hạn khả năng bất đồng. Lĩnh ngộ đến điểm này, Giang Trần có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Nói cho cùng, cái nhất này là miêu tả bản ngã, là một loại lắng động đối với võ đạo phàm tục, là một loại thăng hoa đối với võ đạo phàm tục, là vì truy cầu vĩnh sinh. Lại thông tục một chút, là vì tiến vào linh đạo đặt trụ cột cuối cùng. Cuối cùng, chân khí hóa linh, quản ngươi là 11 mạch chân khí, hay là 12 mạch chân khí, cuối cùng nhất tất cả chân khí đều sẽ hóa làm một đan điền, hóa thành một tòa linh hải. Tòa linh hải này mới là mục tiêu chính thức của chân khí cảnh. Cho nên, những thiên tài cố chấp tìm kiếm 12 mạch chân khí kia, cuối cùng nhất hoặc là thất bại, hoặc là lạc đường biết quay lại, trùng kích linh đạo. Bởi vì, 12 mạch chân khí này, căn bản chính là một ngụy khái niệm. Đó là một loại võ đạo chân ý, là một loại cảm ngộ võ đạo, suy nghĩ cẩn thận những thứ này, tâm tình của Giang Trần rộng mở trong sáng. Trước đó bởi vì đại chiến lưu lại phiền muộn, cũng bởi vậy quét qua là hết. Nhất thời thành bại lại được coi là cái gì? Võ đạo chi lộ trải qua sinh tử, cái kia là chuyện thường xảy ra. Nếu như bởi vì nhất thời thất bại liền canh cánh trong lòng, ngày sau càng sóng to gió lớn, phải đi đối mặt như thế nào? Mà đốn ngộ võ đạo chi lộ là phương thức tốt nhất chiến thắng những tạp niệm kia, quét dọn những tâm ma này. Đây cũng là vì cái gì võ đạo chi lộ, một nửa ở tu luyện, một nửa ở minh tưởng. Minh tưởng có thể cho ý niệm trong đầu hiểu rõ, có thể quét dọn tâm ma, có thể nghênh đón các loại đốn ngộ. Loại đốn ngộ này, có lẽ là đốn ngộ trên vũ kỹ công pháp, cũng có thể là một loại nhận thức nào đó. Nghi vấn về 12 mạch chân khí này, sau khi bị gian Trần đốn ngộ, chứng ngại của gian Trần ở chân khí cảnh liền quét dọn toàn bộ rồi. Nói cách khác, tiếp qua hắn liền có thể chuyên tâm đi trùng kích linh đạo chi lộ. Bất quá, Giang Trần cũng không nóng nảy, dùng nhận thức của hắn đối với tu luyện, hắn biết rõ, trùng kích linh đạo không phải việc khó, khó ở chỗ linh đạo chi lộ có thể mở rộng đến bao nhiêu, bao xa. Thân thể võ đạo, ví dụ như là một mảnh thổ nhưỡng. Như vậy linh đạo linh lực, là cây giống lớn lên trên thân thể. Lực lượng võ đạo, thiên biến vạn hóa, tam thiên đại đạo, thần thông vô tận, nhưng mà cuối cùng, không có gì hơn các loại thiên địa thuộc tính, Thiên địa nguyên khí, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đây là năm loại trụ cột nhất, là thuộc tính trụ cột cấu trúc vạn vật. Phong, Lôi, Quang, Ám thì là thuộc tính diễn sinh. Tổng thể kết luận là chín đại thuộc tính, mà linh đạo cường giả ở trong linh hải có thể mở ra bao nhiêu loại linh lực, cái này là độ rộng của linh đạo chi lộ. Mà ở linh đạo cảnh giới có thể đi được bao xa, đây cũng nhìn chiều dài của linh đạo chi lộ. Linh đạo chi lộ có thể mở rộng bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Trên thế giới này, rất nhiều người đều cho rằng, đây hết thảy quyết định bởi sau khi tiến vào tiên cảnh, khai phát tiềm lực bản thân bao nhiêu. Kỳ thực không phải, chính thức quyết định tiên cảnh chi lộ có thể đi xa bao nhiêu, không phải sau khi tiến vào tiên cảnh, mà hoàn toàn là ở trước khi tiến vào tiên cảnh. Chính là cái, nhất, làm phức tạp thế gian này. Chính là 11 mạch chân khí cảnh đến tiên cảnh tầm đó, ở trong cây cầu có vô số khả năng kia. Thiên phú võ đạo, có nhân tố tiên thiên, cũng có nhân tố hậu thiên, không biết làm sao, tầm mắt người của thế giới này đều chỉ thấy một bộ phận tiên thiên, đối với nhân tố hậu thiên ngược lại không chú ý nhiều. Ví dụ như Long Cư Tuyết, một tiên thiên thân thể, tụ tập ngàn vạn sủng ái. Mà Câu Ngọc công chúa, võ đạo chi tâm kiên định như thế, lại thủy chung không chiếm được tông môn để ý. Ai, ngay cả tông môn chọn nhân tài, cũng coi trọng thiên phú, coi thường tâm tính như vậy. Có thể thấy được võ đạo của thế giới này, đích thật là có vấn đề. Giang Trần than nhẹ một tiếng cũng không có quá nhiều cảm khái. Nhận thức võ đạo của thế giới này rất lại phía sau, có các loại gông cùng xiềng xích, hắn muốn làm là không bị quy tắc của thế giới này trói buộc, không bị thế giới này đồng hóa. Giang Trần hắn, phải đi một con đường mà tiền nhân không có đi qua, muốn ở trên võ đạo chi lộ, mở một con đường trước nay chưa có. Mà con đường này, có lẽ trong tương lai mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, thế tất sẽ phá vỡ quy tắc võ đạo của thế giới này, trở thành quy tắc mới. Sau khi xuất quan, ánh mặt trời rơi vào trên người giang trần làm cho cả người giang trần tăng thêm vài phần tươi sáng chiều khí bồng bột trần nhi người xuất quan phụ thân thời gian nhàn nhã này trôi qua quen không giang trần cười ha hả hỏi ta ngược lại là muốn nhàn nhã nhưng không biết làm sao luôn tục vụ quấn thân hai ngày trước kim sơn hầu cùng hổ khâu hầu tới chơi đều là lão huynh đệ vi phụ phải cùng bọn hắn dạo chơi a à, bọn hắn đến rồi hôm nay đại cục vương quốc sơ định bọn hắn thân là tứ đại chư hầu mới, chẳng lẽ không cần giúp vương thất phân yêu sao? Giang Phong cười khổ, bọn hắn đến, không phải là vì vương thất phân yêu sao? Là đến sò xét thái độ của Giang gia chúng ta. Giang Trần cười cười, này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Dùng danh khí của Giang gia hôm nay, vương thất lo sợ bất an là bình thường. Ân, Giang Phong nhẹ gật đầu. Trần Nhi, vì phụ cũng đang suy nghĩ, tương lai Giang gia chúng ta, đến cùng đi con đường nào? Vấn đề này, Kỳ thật Giang Trần đã sớm cân nhắc qua. Mặc kệ như thế nào, Đông Phương Vương quốc này là tuyệt đối không thể dừng lại rồi. Thứ nhất, dưới cục diện chính trị như vậy, giang ra ở lại Đông Phương Vương quốc đối với vương tộc vĩnh viễn là một khối tâm bệnh. Cái nguyên nhân thứ hai, Giang Trần một mực không nói, đó chính là khối bán linh địa kia của Tử Kinh Bộ. Lần trước khối bán linh địa kia xuất hiện sự kiện quỷ dị, hơn nữa các loại tin tức điều tra, làm cho Giang Trần ra một kết luận, nơi này nhất định là đại hung chi địa. Cho nên Giang Gia Lưu ở nơi đây, cuối cùng là không có tương lai đáng nói. Nghe phụ thân hỏi như vậy, Giang Trần cân nhắc chốc lát, mới nói. Phụ thân, người thường đi chỗ cao, Giang gia ta đến một bước này, thiên hạ to lớn, lo gì không có nơi sống yên ổn. Giang Phong cười ha ha, lời ấy rất phải, nếu nói ở lại Đông Phương Vương Quốc, xác thực đã không có tính khiêu chiến gì rồi. Ở lại Đông Phương Vương Quốc, trừ khi Đông Phương lân nhường vương vị lại, bằng không thì Giang Phong thật đúng là cảm thấy không có khiêu chiến gì rồi. chương 199, Giang Trần xuất quan 2. Đúng rồi, Trần Nhi, còn có một việc, nghe bọn người Kim Sơn Hầu nói, dược sư điện do Tống Thiên Tinh dẫn đầu rất nhiều cao tầng đến ba Giang thành chúng ta, muốn bái phỏng ngươi. Chuyện này, vi phụ không có thay ngươi quyết định, những người này có lẽ vẫn còn ở ba Giang thành, ngươi có muốn gặp bọn hắn hay không? Dược sư điện, khóe miệng Giang Trần lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm bọn hắn mới đến a phản ứng thật trì độn ta còn tưởng rằng bọn hắn không tới đây này chuyện này không vội trước gạt bọn hắn qua một bên a kiều bạch thạch là đệ tử của ta bọn hắn ngay cả đệ tử của ta cũng dám khi dễ thiếu chút nữa giao hắn cho long chiếu phong ngươi nói những người này có đáng giận hay không có nên gõ hay không cái gì kiều bạch thạch là đệ tử của ngươi giang phong chừng to mắt giang trần bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời cười hắc hắc gãi gãi đầu phụ thân chuyện này ngươi không thể truyền đi a à. dù sao biết rõ có chuyện như vậy là được rồi này số tiểu tử ngươi ngược lại là giải thích cho lão tử a à. giang phong thấy giang trần nói xong một câu liền quay đầu bỏ chạy nhịn không được kêu lên giang trần cười hắc hắc như trận gió biến mất cái tên tiểu tử thúi này trong miệng giang phong mắng chửi nhưng dáng tươi cười lại đầy mặt đối với đứa con trai này hắn thật sự là tìm không ra nửa tật xấu vừa nghĩ tới nhi tử trong lồng ngực Giang Phong là tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cảm giác thành tựu. Sư tôn đệ tử Kiều Bạch Thạch bái kiến. Nhìn thấy Giang Trần Kiều Bạch Thạch vui mừng quá đỗi. Bạch Thạch không cần đa lễ. Cao tầng dược sư điện đến ba Giang Thành chắc hẳn người cũng có nghe thấy a. À? Giang Trần nhìn thấy Kiều Bạch Thạch mở miệng hỏi: Ân đệ tử sớm có nghe thấy. Mấy ngày nay đệ tử cũng có một việc muốn bẩm báo Sư tôn, nhưng Sư tôn bế quan tu luyện đệ tử không dám quấy nhiễu. a à, là vì sự tình của Dược Sư Điện. Giang Trần chừng mắt nhìn, xem như thế đi, trước kia ta ở Dược Sư Điện, hảo hữu trí giao không nhiều lắm, có một trưởng lão gọi ứng vô ưu là bằng hữu thân thiết nhất. Mấy ngày trước hắn từ biệt Dược Sư Điện, đến đây tìm ta nương tựa. Đệ tử không có xin chỉ thị của Sư Tôn, không dám nhận lời hắn cái gì, chỉ cho hắn ở lại. Đến cùng an trí như thế nào, còn phải nghe Sư Tôn sắp xếp. Kiều Bạch Thạch tư thái rất thấp, nói gần nói xa đối với Giang Trần rất là tôn trọng, Giang Trần khoát tay áo. Nếu là tâm phúc của ngươi, ngươi tự nhiên có thể an bài. Chút việc nhỏ ấy, không cần hỏi ta. Dừng một chút. Con mắt Giang Trần bỗng nhiên khẽ động. Ngươi nói hắn là dược sư điện trưởng lão. Đúng vậy a. À, Kiều Bạch Thạch bề bộn giải thích. Bất quá nhân phẩm của hắn ta là biết đến, tuyệt đối không phải là dược sư điện cắt cử đến. Ha ha, ta không phải hoài nghi hắn đến suối dục ngươi. Ta nói là hắn đã là dược sư điện trưởng lão. Người này có thể tài bồi thoáng một phát a. À. Giang Trần cười cười, lại nói, ngươi xem dược sư điện, chỉ toàn loại ngu ngốc như Lam trưởng lão, cùng loại ngu ngốc này hợp tác, ta cũng lo lắng. Ý của ngài là, con mắt kiều bạch thạch sáng ngời, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ nói, sư tôn ngài muốn đỡ ứng vô ưu khống chế dược sư điện? Bạch thạch, cái này là điểm mấu chốt của ta, nếu như dược sư điện muốn hợp tác, thì từ điểm mấu chốt này đến đàm. Nếu như không được, bảo bọn hắn từ đâu tới đây, thì lăn về chỗ đó đi. Kiều Bạch Thạch nghe vậy đại hỉ, bái phục nói: "Sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử vô cùng cảm ơn." Cử động lần này của Giang Trần Kỳ thật cũng là cho Kiều Bạch Thạch một cái mặt mũi. Trên thực tế, dùng cách nghĩ hôm nay của Giang Trần, Đông Phương Vương quốc này cũng không đáng dừng lại rồi, cùng dược sư điện hợp tác, kỳ thật căn bản không có gì tất yếu. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là cho Kiều Bạch Thạch mặt mũi. Thứ nhất, có thể cho tâm phúc của Kiều Bạch Thạch cầm quyền, thứ hai cũng có thể để cho Kiều Bạch Thạch giảm bớt cảm giác áy náy khi ly khai dược sư điện. Giang Trần cũng biết, dược sư điện nuôi dưỡng Kiều Bạch Thạch, nếu như vỗ vỗ bờ mông mà đi, nội tâm Kiều Bạch Thạch khẳng định có áy náy. Nhưng mà, nếu như thông qua người của Kiều Bạch Thạch, đưa dược sư điện lên quỹ đạo, như vậy Kiều Bạch Thạch ở trên lương tâm, sẽ không có quá nhiều bứt sứt. Kiều Bạch Thạch là người thông minh, tự nhiên có thể lĩnh ngộ Giang Trần dụng tâm lương khổ. Trong nội tâm một dòng nước ấm kích động, nhìn qua Giang Trần, càng thêm sùng bái sư tôn trẻ tuổi như vậy thật không ngờ thông tình đạt lý lõi đời thông thấu bởi như vậy hoàn toàn chính xác có thể thành toàn kiều bạch thạch trả tình cũ cho dược sư điện đồng thời cũng có thể tránh cho dược sư điện đi xuống dốc bạch thạch người nhớ kỹ ngươi là đệ tử của ta ta lo lắng cho ngươi thiên kinh địa nghĩa chuyện này người toàn quyền phụ trách nhớ kỹ điểm mấu chốt phải giữ vững người nào không thể lưu người nào muốn biên giới hóa nhất định phải khống chế tốt nếu như cảm thấy không thể thao tác người cũng có thể vận dụng lực lượng vương thất thoáng một phát. Câu ngọc công chúa chắc hẳn sẽ cho người cái mặt mũi này. Sự tình của dược sư điện, Giang Trần không muốn lẫn vào. Hơn nữa, dùng năng lực của Kiều Bạch Thạch, hắn tin tưởng vững chắc Kiều Bạch Thạch có thể làm xong. Kiều Bạch Thạch lòng tràn đầy vui sướng. Đệ tử, đệ tử đã biết, đệ tử đi gọi ứng vô ưu tới, bái kiến tiểu hầu ra thoáng một phát. Được rồi, bất quá quan hệ thầy trò giữa ta và ngươi, thì không cần để cho hắn biết. Chỉ cần cho hắn biết, ta đối với ngươi là ủng hộ hết sức cái này liền đủ qua không bao lâu kiều bạch thạch liền dẫn ứng vô yêu tới ứng vô yêu cũng đã gặp giang trần bất quá xưa đâu bằng nay lúc trước nhìn thấy giang trần kia chỉ là một tiểu hầu gia bình thường có một thượng cổ đan phương quý giá mà thôi mà giờ khắc này thanh danh của tiểu hầu gia kia không thể nghi ngờ là như sấm bên tai là tồn tại như truyền thuyết ứng vô yêu chú ý cẩn thận cung kính tiến lên ứng vô yêu bái kiến tiểu hầu gia ứng vô yêu ta nghe bạch thạch giới thiệu ngươi rồi. Biết rõ ngươi là một người rất có nguyên tắc, khí khái, này rất không tồi. Dược sư điện, thiếu đúng là người như ngươi. Giang Trần gật gật đầu, cổ vũ vài câu, nghe được lời ấy, áp lực toàn thân ứng vô yêu thoáng giảm bớt một ít. Xem ra, mình ở trong nội tâm tiểu hầu ra, còn không đến mức quá kém cỏi. Ở đây không có người ngoài, ta liền nói thẳng, Bạch Thạch đã ly khai dược sư điện, về sau đi theo ta, là quả quyết không thể nào quay lại dược sư điện. Nhưng mà, dược sư điện tương lai, cũng nên có người khống chế. Ta cùng Bạch Thạch Thương lượng thoáng một phát, cảm thấy nhân phẩm cùng tài tình của ngươi, đều không kém tứ điện chủ vương ly. Cho nên, chúng ta ý định dùng ngươi làm điều kiện, cùng dược sư điện đàm phán. Cụ thể đàm phán như thế nào, ngươi cùng Bạch Thạch Thương lượng. chương 200, điều kiện đàm phán một ta, ứng vô ưu xứng sở, lập tức thốt ra, lần này ta đến, là muốn đi theo Bạch Thạch Huynh, không phải đến mượn lực. Cái này chúng ta biết, giang trần cười ha hả nói đây cũng là nguyên nhân chúng ta coi trọng ngươi nếu ngươi đến dựa thế chúng ta sẽ không cân nhắc ngươi nếu như ngươi có thể khống chế tốt dược sư điện công đức vô lượng coi như là giúp đỡ tốt nhất cho kiều bạch thạch kiều bạch thạch cũng khích lệ nói vô yêu ta và ngươi là tri kỷ đối với năng lực cùng nhân phẩm của ngươi ta đều rất yên tâm ta cũng biết lần này ngươi ly khai đã đắc tội rất nhiều người đường lui rất khó đi bất quá ngươi yên tâm chúng ta nắm giữ quyền chủ động cao tầng dược sư điện, nhất định phải tẩy trừ thoáng một phát. Nên cầm xuống thì cầm xuống, nên xéo đi thì xéo đi. Nếu như không đạt thành hiệp nghị, cùng lắm thì không hợp tác. Ngươi ở bên cạnh ta, bảo đảm ngươi có phần cơm ăn. Nếu như bọn hắn chịu hợp tác, chúng ta nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng khắp nơi, giúp ngươi khống chế dược sư điện. Ta và ngươi đều là dược sư điện tài bồi, tâm huyết đối với dược sư điện, trả giá không kém bọn hắn. Vô ưu ngươi có thể thay ta đi gánh trọng trách này hay không? Ứng vô ưu không có tỏ thái độ, trên thực tế, hắn có chút động tâm. Đi theo kiều bạch thạch, cố nhiên là lựa chọn trong nội tâm của hắn. Nhưng mà cảm tình đối với dược sư điện, cũng đích thật là rất sâu. Nếu như cao tầng dược sư điện có thể điều chỉnh thoáng một phát, những phế vật kia có thể thanh tẩy sạch, như vậy ứng vô ưu hắn về dược sư điện, dùng thân phận người nối nghiệp đại điện chủ, phụ trách sự tình của dược sư điện. Hoàn toàn chính xác là hấp dẫn rất lớn. Bạch Thạch Huynh, ta, không cần ấp a ấp úng, người có năng lực như thế ngươi chỉ cần nói cho ta biết có phách lực này hay không kiều bạch thạch là người dứt khoát nội tâm ứng vô ưu có một cố kích tình bị xúc động đột nhiên gật đầu tốt tiểu hầu ra cùng bạch thạch huynh đều đã để mắt ta như vậy dù ứng vô ưu ta vào núi đao biển lửa cũng phải đi thử một lần dược sư điện sinh ta dưỡng ta ta cũng không đành lòng nhìn nó hủy trong tay những hỗn đản kia ứng vô ưu nói lên đám người vương ly cùng lam trưởng lão cũng là một bụng oán khí ở trong khách sạn nào đó của Ba Giang Thành, dược sư điện ra tay xa xỉ, bao xuống một tiểu viện. Cơ hồ tất cả cao tầng, đều đi tới Giang Hãn Lĩnh. Ở trong khách sạn, bọn hắn đã ở trọn vẹn 5 ngày rồi. 5 ngày thời gian, bọn hắn thông qua con đường khắp nơi, thăm dò được tin tức đều nói, tiểu hầu ra hoàn toàn chính xác đang bế quan. Mà đi nghe ngóng Kiều Bạch Thạch, lại không chiếm được bất cứ tin tức gì. phảng phất Kiều Bạch Thạch đang cố ý tránh né bọn hắn. Buổi sáng ngày hôm nay, mấy cao tầng tình cảnh bi thảm ngồi ở trong một gian phòng, uống trà, lẫn nhau đều có chút không động nổi. Bỗng nhiên, hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, đón lấy, một gã phụ trách tìm hiểu tin tức hoang mang chạy đến. Đại điện chủ, có tin tức, có tin tức, nghe nói, tiểu hầu ra gia giang trần xuất quan, cái gì, tống thiên tinh vui mừng quá đỗi, cả người thoáng một phát liền đứng lên. Như vậy có đưa bái thiếp hay không? Đưa, thuộc hạ tự mình đi đưa, bất quá người gác cổng thu thiếp mời, lại không có tỏ thái độ gì phảng phất là muốn chúng ta tiếp tục chờ tống thiên tinh a à, một tiếng ngồi xuống sắc mặt ngưng trọng như tự hỏi cái gì mấy ngày này phương pháp hắn nên đi đều đi qua nên mời thuyết khách cũng đều mời ngay cả kim sơn hầu cùng hổ khâu hầu cũng bị thuyết phục lại có người nào sức nặng có thể so sánh hai vị này câu ngọc công chúa tống thiên tinh tự hỏi không có mị lực lớn như vậy có thể thỉnh động câu ngọc công chúa làm thuyết khách hơn nữa câu ngọc công chúa là nổi danh thiết diện vô tư mời nàng làm thuyết khách trên cơ bản không có hy vọng gì tiếp tục chờ a à, có tin tức trước tiên báo cáo tống thiên tinh khoát tay áo làm trưởng lão kia nhịn không được nói người nào nha giá đỡ thật lớn đừng nói bây giờ hắn không phải tiểu hầu gia coi như là tiểu hầu gia vậy cũng không nên có giá đỡ lớn như vậy tống thiên tinh mắt hổ trừng tới cầm miệng lần này cho người đến là muốn người bày tâm thái xin lỗi tiểu hầu gia cùng kiều bạch thạch. Ngươi lại nói lời châm trọng này, có tin hiện tại bổn tỏa cho ngươi cút gia dược sư điện hay không? Ta, trên mặt làm trưởng lão hiện lên một tia nhục nhã, nhưng cuối cùng không dám chống đối tống thiên tinh. Ngược lại là nhạc quần, cười ha ha giải vây nói. Đại điện chủ, an tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội. Lúc này, nội bộ chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Làm trưởng lão, ngươi cũng điều chỉnh tâm tính thoáng một phát. Nhớ kỹ, coi như ngươi không muốn, cũng phải thành thành thật thật, nghe đại điện chủ, nên nhận lỗi thì nhận lỗi, nên chịu thua thì chịu thua. Vì tiền đồ của dược sư điện, ngươi làm một trưởng lão, tư thái thấp một chút có là cái gì? Làm trưởng lão còn có chút cảm xúc, cả buổi mới nói một câu. Đã biết, nhìn ra được, nàng ở trước mặt nhạc quần, vẫn tương đối tùy ý làm càn. Mà nàng có thể ngồi lên vị trí trưởng lão, trên thực tế cũng là mượn lực của nhị điện chủ nhạc quần. Lúc trước liên tục 3 tháng, mỗi ngày đều ở trong biệt viện của nhạc quần, ngày ngày phụng dưỡng, các loại giường ký, các loại mỹ thái, đều bị nhạc quần chơi hết, lúc này mới có thể thượng vị. Cho nên, làm trưởng lão ở trước mặt nhạc quần làm càn một chút, ngược lại cũng bình thường. Thời điểm đang xấu hổ, bỗng nhiên ngoài cửa lại có tiếng bước chân truyền đến, là một thanh âm lạ lẫm. Bằng hữu dược sư điện ở nơi này đi, phụng mệnh kiều bạch thạch tiên sinh, ngày mai ở giang gia biệt viện vũ hoa các thiết yến, chiều đãi chư vị cố nhân, mời chư vị trình diện. Kiều Bạch Thạch, Tống Thiên Tinh động tác mau lẹ, đã lẻn đến trước cửa, đem cửa mở ra. Cửa ra vào chỉ để lại một thiếp mời, người báo tin đã đi rồi. Mặc dù như vậy, Tống Thiên Tinh cũng như nhặt được trí bảo, không chú ý đại điện chủ tôn nghiêm chút nào, cầm thiệp mời lên. Là bút tích của Kiều Bạch Thạch, ha ha, xem ra Kiều Bạch Thạch vẫn nhớ tình cũ. Ngày mai, một cái cũng không thể vắng họp, đều phải đi. Tống Thiên Tinh đưa thiệp mời cho nhị điện chủ Nhạc Quần, Nhạc Quần nhìn xong, lại đưa cho tứ điện chủ Vương Ly, mỗi người đều nhìn mấy lần. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, bọn người tống thiên tinh liền dậy thật sớm, thu thập quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, tống thiên tinh liên tục bàn giao. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó tư thái phóng thấp một chút cho ta. Nếu như lần này bởi vì thái độ của các ngươi có gì sai lầm, các ngươi là tội nhân của dược sư điện. Vẻ mặt lam trưởng lão biệt khuất, tức giận liếc nhìn nhạc quần. Lão ra hỏa này ho khan hai tiếng, hai mắt trắng dã, nhìn ra ngoài cửa, phảng phất ngoài cửa có phong cảnh gì hiếm thấy, trực tiếp hờ hứng. Trường 201, điều kiện đàm phán 2, coi như là nhân tình, lúc này nhà quần cũng không có khả năng cho Lam trưởng lão chỗ dựa. Liên quan đến tương lai của dược sư điện, nhân tình cũng không dùng được. Phú Hoa Các là một biệt viện của Giang Gia, hoàn cảnh yêu nhã, thập phần ưu tính. Lúc đám người dược sư điện đến, Kiều Bạch Thạch đã ở đó chờ lâu. Hào khí có chút xấu hổ, lẫn nhau hàn huyên vài câu khách sáo, liền nhập tọa. Tống Thiên Tinh nhìn quanh bốn phía, nhịn không được hỏi: Bạch Thạch, tiểu hầu ra đâu? Tiểu hầu ra sự tình tương đối nhiều, hôm nay là ta thiết hiến chiêu đãi các ngươi. Bởi vì cái gọi là tán mua bán không tiêu tan giao tình. Mặc dù ta không ở dược sư điện, nhưng nói tiếp, dù sao còn có chút tình hương khói. Một bên ứng vội yêu cũng cười nói: Đến, đại điện chủ, ta rót rượu cho ngươi. Rượu qua ba tuần, kiều bạch thạch cùng ứng vội yêu coi như là nhiệt tình, không ngừng mời rượu nhưng một chữ không đề cập tới sự tình của Dược Sư Điện. Tống Thiên Tinh lo lắng, cuối cùng vẫn là nhà quần nghiêm mặt nói. Bạch Thạch, lần trước ngươi ly khai, mọi người chúng ta đều rất đau lòng. Lần này tới, một là bái kiến tiểu hầu ra, hai cũng là đến xin lỗi ngươi, tỏ lòng ái náy của chúng ta. Ái náy, Kiều Bạch Thạch cười ha ha nói, đều là chuyện quá khứ, nói sau ta như bây giờ cũng rất tốt. Chư vị không cần ái náy, hắn nói, làm cho một quyền này của nhà quần như đánh vào trên bông, rất có cảm giác có tâm vô lực. Khục khục, bạch thạch, lần này tới, chúng ta muốn bái kiến tiểu hầu ra, nhưng thật ra là muốn nói về chuyện hợp tác. Hợp tác, kiều bạch thạch nhẹ nhàng để ly xuống. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước tiểu hầu ra là lựa chọn cùng ta hợp tác. Ta cũng đã đi, còn nói hợp tác gì nữa. Nhà quần lại một lần nữa kinh ngạc, im lặng, chỉ có thể không ngừng uống rượu, hướng tống thiên tinh ném đi một ánh mắt. Cái kia ý tứ là, ta làm không được rồi, vẫn là lão đại ngươi tới đi. Tống Thiên Tinh thở dài một hơi, bạch thạch, chuyện quá khứ, dược sư điện xin lỗi ngươi. Lần này tới, chúng ta là mang theo 10 phần thành ý. Sự tình hợp tác này, tiểu hầu ra rốt cuộc nghĩ như thế nào, nếu có thể, mọi chuyện đều dễ nói. Nếu như không thể, cũng cho chúng ta một câu, để cho chúng ta thống khoái đi chết. Lời này của Tống Thiên Tinh, liền có trình độ hơn rất nhiều. Hắn chảo đúng kiểu bạch thạch đối với dược sư điện có cảm tình, cái gọi là thống khoái đi chết, không thể nghi ngờ là muốn kích phát tình hương khói của Kiều Bạch Thạch đối với Dược Sư Điện. Bất quá, ở trước khi đàm phán, Kiều Bạch Thạch sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không bị một câu như vậy, liền buông tha cho điểm mấu chốt. Kiều Bạch Thạch mặt không biểu tình, nâng chén lên nói. Đại Điện Chủ, ta mời ngươi một ly, ngươi đã nói đến sự kiện này, ta cũng không giả vờ giả vịt nữa. Chuyện này, không cần tiểu hầu ra ra mặt, ta có thể làm chủ. Nhưng mà, ta chỉ có thể làm chủ thay tiểu hầu ra, lại không làm chủ được dược sư điện các ngươi. Cái này, lời này như thế nào giảng, Tống Thiên Tinh hơi có chút giật mình, Kiều Bạch Thạch mỉm cười, dù bận vẫn ung dung cầm ly, rót cho Tống Thiên Tinh một chén rượu. Ta lời này rất dễ lý giải, tiểu hầu ra có thể cân nhắc cùng dược sư điện hợp tác, nhưng lại muốn cân nhắc cùng ai trong dược sư điện hợp tác. Lời này của Kiều Bạch Thạch vừa ra, người thông minh ở đây, tựa hồ thoáng cái đã minh bạch cái gì. Bạch Thạch, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, dược sư điện chúng ta tuyệt đối sẽ rộng mở đại môn. Cái này còn có gì phải nói sao? Hiện tại ta có thể đánh nhịp, người trở lại, vẫn là tam điện chủ. Tống thiên tinh đại hỉ nói, kiều bạch thạch nhịn không được cười lên, hắn lại không nghĩ rằng, những lời này, lại làm cho tống thiên tinh hiểu lầm. Ta, tam điện chủ, kiều bạch thạch cười khổ lắp đầu, một bên lam trưởng lão nhịn không được nói, tam điện chủ còn chưa đủ, chẳng lẽ người muốn thoáng cái thay thế vị trí đại điện chủ à? Người cầm miệng, Tống Thiên Tinh cùng ứng vô ưu, cơ hồ là đồng thời quát lớn. Kiều Bạch thạch lại đối với nữ nhân này sớm có sức miễn dịch, cười ha ha nói: "Ta đối với vị trí điện chủ, sớm đã không còn hứng thú rồi. Đại điện chủ muốn nghe điều kiện, ta đây cứ việc nói thẳng. Ngươi nói đi." Tống Thiên Tinh nghe nói có điều kiện có thể đàm, tâm tình thật tốt. Không phải là sư tử ngoạm sao? Cứ việc nói a, à, chỉ cần dược sư điện có thể chịu đựng, lại miệng lớn cũng nhịn. Cái gọi là điều kiện kỳ thật cũng không coi là điều kiện gì. Đều là vì tiền đồ của Dược Sư Điện cân nhắc. Thứ nhất, ứng vội ưu về Dược Sư Điện, làm tam điện chủ, thành người nối nghiệp tương lai. Ba loại linh dược kia, ta cũng sẽ giao cho hắn toàn quyền quản lý, các người bất luận kẻ nào, đều không thể nhúng tay. Điều kiện này, là trụ cột nhất, Tống Thiên Tinh vội vàng gật đầu nói. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, lúc vội ưu muốn rời đi, bản điện cũng cực lực giữ lại. Kiều Bạch Thạch gật gật đầu. Điều kiện thứ hai, cao tầng dược sư điện, phải tẩy bài. Nên xéo đi thì xéo đi, nên cầm xuống liền cầm xuống. Ví dụ như Lam trưởng lão này, ta rất ngạc nhiên, nàng đến cùng có tài đức gì, vậy mà có thể cùng một đám trưởng lão bình khởi bình tọa. Còn có Vương Ly, tính cách hắn nhỏ mọn, căn bản không thích hợp ở dược sư điện, cũng cầm xuống. Còn có, Kiều Bạch Thạch một hơi chọn 6 7 cao tầng, mỗi điểm một cái, sắc mặt những người kia liền đen một lần. Cái đánh mặt này, thật đúng là khá lớn. Điều chỉnh như vậy, cao tầng dược sư điện, cơ hồ là đi một nửa. Như vậy, người bồi dưỡng lên, tự nhiên đều là người cũ của Kiều Bạch Thạch, là người của ứng vô ưu Tống Thiên Tinh một mực nghe, biểu lộ không có gì thay đổi. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng nhắc lên cơn sóng gió động trời, chỉ là với tư cách đại điện chủ, hắn sớm đã thành thói quen thái sơn sụp đổ mà không đổi sắc. Trên thực tế, không phải hắn khiếp sợ, cũng không phải tức giận, mà là mừng thầm. Có thể nói, đề nghị này của Kiều Bạch Thạch quả thực nói đúng tâm khảm của hắn. Hắn cũng đang lo lắng vấn đề tẩy bài cao tầng, chỉ là khi động đao, nên hướng ai động đao trước, vấn đề này rất đáng xem. Hôm nay, Kiều Bạch Thạch nói ra, chẳng khác gì là Kiều Bạch Thạch làm ác nhân. Tống thiên tinh hắn chỉ cần thuận thế mà làm, hai người ăn ý, nói không chừng sẽ hoàn thành cử động lần này. Nhà quần mặt mo kéo xuống, Kiều Bạch Thạch, người có lầm lẫn không, người đây là điều kiện sao, người đây là can thiệp vào nội vụ của Dược Sư Điện. Đúng, Ngươi một người rời đi, dựa vào cái gì nhúng tay nội vụ dược sư điện. Tứ điện chủ Vương Ly cũng giận tím mặt, khắc chế không nổi cảm xúc. Kiều Bạch Thạch cười nhạt một tiếng, ta mới vừa nói rồi, đàm phán có thể đàm, ta có thể thay tiểu hầu ra, lại không làm chủ được dược sư điện các ngươi. Không muốn nói, các ngươi có thể không nói. chương 202, cường thế Trấn áp mang đến tin tức ngoài ý muốn. Vương Ly trùng trùng điệp điệp để chén rượu xuống. Này làm sao đàm, đây là vẽ mặt, bắt Vương Ly ta. Kiều Bạch Thạch, người thật đúng là dám nói. Đại Điện Chủ, người bảo ta nén giận, chịu nhận lỗi, những chuyện ta này đều có thể làm. Nhưng mà người thấy không, người ta là muốn bắt ta. Người bảo ta nhẫn như thế nào, làm trưởng lão cũng phàn nàn. Hồ đồ, cái đàm phán này, không có cách nào nói chuyện. Nhà quần cũng trầm mặt nói, ánh mắt tống thiên tinh lạnh lùng, nhìn xem ba người này, khẽ gật đầu. Rất tốt, rất tốt, cho tới nay, ta cũng hoài nghi dược sư điện có một tổ chức dưới mặt đất nhìn không tới, có người kết bè kết cánh. Trước kia ta chỉ hoài nghi, bây giờ nhìn bộ dáng ba người các ngươi, hẳn là đã sớm cấu kết chung một chỗ a. À. Ngươi, lão đại, ngươi đây là ý gì? Nhạc quần Tư cách lão, nhịn không được chống đối. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, làm trưởng lão cùng ngươi ngủ ba tháng, sau đó làm trưởng lão, cái này không giả a. À. Vương Ly, trên danh nghĩa là ngươi đề bạt, trên thực tế là con riêng của ngươi, ngươi cho rằng bí mật này thiên hạ không có ai biết sao? tống thiên tinh lại đảo qua mấy cao tầng bị điểm tên khác những người này người nào không phải nhà quần ngươi để bạt đi lên các ngươi từng bước một sơ tái dược sư điện thực coi ta nửa điểm cũng không biết sao tống thiên tinh mượn đại thế này rốt cục phát tác hắn cũng biết đây là cơ hội duy nhất của hắn cơ hội dựa thế thời cơ cuối cùng diệt trừ nhóm người nhà quần này kiều bạch thạch vỗ tay cười to nguyên lai đại điện chủ nhìn rõ mọi việc nhà quần người ra vẻ đạo mạo lại đem con riêng cùng nhân tình của mình an bài đến cao tầng, hô mưa gọi gió, những năm này, dược sư điện bị ngươi làm thành cái dạng gì, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không có nửa điểm giác ngộ sao? Khuôn mặt nhạc quần thoáng cái như già hơn 10 tuổi, phanh, vương ly hung hăng đá bàn rượu, binh binh bằng bằng ngã đầy đất. Đàm cái rắm không nói chuyện nữa, về vương đô đi, đúng, này nơi nào là đàm phán, quả thực là hồng môn yến. Lão đại nhà mình, không bảo hộ người mình, ngược lại thay ngoại nhân ra khí dược sư điện này đến cùng ai làm chủ, chúng ta trở về hảo hảo thương nghị A. À. Muốn đi, Kiều Bạch Thạch cười lạnh một tiếng, bốn phía vũ hoa các, lập tức tuôn ra vô số giáp sĩ, như thủy triều bừng lên. Thắng tự doanh tứ huynh đệ dẫn đầu, còn có giang trần bát đại thân vệ, mang theo rất nhiều giáp sĩ, đem vũ hoa các vây chật như nêm cối. Chân tướng phơi bày, kế tiếp liền không có huyền niệm gì. Bảy tám người trên danh sách, cơ hồ không có lực lượng phản kháng gì, toàn bộ bị cầm xuống. Để cho người không nghĩ tới chính là, nhị điện chủ nhạc quần một mực đạo mạo kia, dĩ nhiên là 11 mạch chân khí đại sư. Chỉ là dù vậy, ở trong đại quân bao vây, cũng không có đất dụng võ gì. Đột phá mấy lần, đều không phá ra trận pháp vây khốn, cuối cùng vẫn bị cầm xuống. Đại điện chủ, thời điểm phi thường, cần đi sự tình phi thường. Hy vọng người chưa có trách ta nhúng tay nội vụ dược sư điện. Cảm tình của ta đối với dược sư điện, so với những người này sâu hơn nhiều lắm kiều bạch thạch hơi có áy náy nói bạch thạch ngươi không cần phải nói nên xin lỗi là ta nếu như không phải lập trường của ta một mực không kiên định ngươi cũng sẽ không ly khai dược sư điện ta biết rõ người đã quyết định đi ta sẽ bồi dưỡng ứng vô ưu dần dần để cho hắn khống chế dược sư điện chỉ cần dược sư điện có thể phát triển kiều bạch thạch ta liền không thẹn với lương tâm tống thiên tinh kiều bạch thạch các ngươi những tiểu nhân hèn hạ này liên thủ ám toán lão phu nhà quần bị trói vẻ mặt chật vật không ngừng hổ gầm nhạc quân người kết bè kết cánh còn không biết xấu hổ gào thét ứng vô ưu cười lạnh ta nhổ vào kết bè kết cánh tống thiên tinh ta chỉ hận không có sớm động thủ với ngươi ta thật hận bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm ngươi cho rằng nhạc mỗ ta ở dược sư điện ngươi vài thập niên ra vẻ đáng thương là vì cái gì nói cho ngươi biết ta căn bản không phải người đông phương vương quốc vài thập niên này ta ở dược sư điện là nằm vùng Đông phương vương quốc nội chiến, ta sớm đã thông qua đủ loại con đường, chuyển quay lại Hắc Nguyệt vương quốc, qua không được bao lâu, gót sắt của Hắc Nguyệt quốc, liền đạp phá sơn hà của Đông phương vương quốc. Ha 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 ha, Hắc Nguyệt quốc, Tống Thiên Tinh cùng Kiều Bạch Thạch liếc nhau, đều hít một hơi lãnh khí. Hắc Nguyệt quốc, là một vương quốc giáp giới tây nam bộ của Đông phương vương quốc, thực lực trên Đông phương vương quốc, vẫn đối với Đông phương vương quốc nhìn chằm chằm. Nhà quân này, chỉ sợ không phải hồ ngôn loạn ngữ A bất quá rất nhanh kiều bạch thạch liền khôi phục bình tĩnh hắc nguyệt quốc sao cũng thế vốn đang tìm không thấy một lý do thỏa đáng để giết các ngươi ngươi đã tự xưng là nằm vùng của hắc nguyệt quốc vậy giết các ngươi thật đúng là tìm được lý do sung túc giết ta ha ha ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ sao lão phu là người hắc nguyệt quốc chết là quỷ hắc nguyệt quốc vì quốc gia chết lông mày lão tử cũng sẽ không nhăn thoáng một phát ngươi lão già kia ngươi không phải điên rồi chứ Người thật là nằm vùng của Hắc Nguyệt Quốc, ngay cả Lam trưởng lão cũng luống cuống. Nàng là nhân sĩ Đông Phương Vương quốc chính tông, cũng không phải nằm vùng của Hắc Nguyệt Quốc. Lúc trước ngủ cùng nhạc quần, chỉ là vì bò lên vị trí trưởng lão. Hiện tại bị bắt, khả năng còn không đến mức chết. Nhưng nếu như cùng nằm vùng nhắc lên quan hệ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Ly cũng ngây dại, chửi ầm lên. Lão ra hỏa, người lừa ta thật khổ, người nói ngươi sẽ bồi dưỡng ta thượng vị, giúp ta đem dược sư điện phân điện chạy đến từng lãnh địa chẳng lẽ tất cả đều là lừa ta sao ai cũng không tính lừa ngươi ngươi là con của ta ta có thể lừa ngươi những lời kia là thành lập ở trên cơ sở đông phương vương quốc không có nội chiến đông phương vương quốc không có nội chiến hắc nguyệt quốc sẽ không có cơ hội động binh ta chỉ có thể nuôi dưỡng ngươi để cho con của ta khống chế dược sư điện ai biết kế hoạch cản không nổi biến hóa đã như vậy ngươi còn tới giang hãn lĩnh làm gì Vương Ly chửi ầm lên, đến giang hãn Lĩnh nhà quân giữ tợn cười nói, đương nhiên là vì đan phương kia đến, cái đan phương kia, ngay cả ta cũng ghen ghét ha. À. Nếu như có thể mang về Hắc Nguyệt Quốc, cái kia ta chính là đại công thần của Hắc Nguyệt Quốc. Vương Ly triệt để choáng váng, hắn phát hiện, ở trong nội tâm lão gia hỏa này, hắn là nhi tử, hoàn toàn so ra kém cái gọi là Hắc Nguyệt Quốc kia. Làm trưởng lão càng là gào khóc thảm thiết, đại điện chủ, ta sai rồi, ta muốn lập công chuộc tội xin ngươi cho ta một cơ hội, ta. Ta biết ấm giường, ta khẩu kỹ rất tốt, ta thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông. Nữ nhân này hoàn toàn điên rồi, trăm linh 203, nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng một. Kiều Bạch Thạch cũng nghe không vô, vung tay lên, kéo toàn bộ xuống dưới. Ta đi bái kiến tiểu hầu ra, tuy không biết nhà quần này nói thật hay giả, nhưng mà tin tức này quá kinh người. Nếu là thật, vậy trên đầu Đông Phương Vương Quốc, chẳng khác gì treo lấy một thanh kiếm một thanh lợi kiếm tùy thời cũng thể chém xuống cổ đông phương vương quốc nhạc quần nằm vùng của hắc nguyệt vương quốc giang trần nghe được kiều bạch thạch bẩm báo cũng hơi có chút giật mình hắn để cho kiều bạch thạch đi đàm phán thậm chí không tiếc vận dụng man lực lại không nghĩ rằng cuối cùng đào lên dĩ nhiên là một tin tức kinh người như vậy hắc nguyệt vương quốc gần đây cùng đông phương vương quốc xích mích lẫn nhau chinh phạt gần mấy trăm năm qua là chuyện thường xảy ra tiểu hầu ra việc này chỉ sợ không giả long ra nội loạn vương thất hư không, nếu Hắc Nguyệt Quốc không nhân cơ hội này xâm lấn, đó mới gọi việc lạ. Giang Trần gật gật đầu, chuyện này, hắn rất xem trọng. Vốn, Giang gia cùng Đông Phương Vương Quốc đã không có quan hệ gì rồi. Nhưng mà, một khi Hắc Nguyệt Quốc xâm lấn, Giang gia ở vào Nam Cương, phải đứng mũi chịu sao. Dù sao, Hắc Nguyệt Quốc ở Tây Nam Vương Quốc, một khi mở ra lỗ hồng, Giang gia cơ hồ là tuyến đầu bị trùng kích. Đang lúc do dự, bỗng nhiên có thủ hạ báo cáo. Tiểu hầu gia, ngoài phủ đệ có một người tự xưng là sứ giả hắc nguyệt quốc đến cầu kiến tiểu hầu gia hắc nguyệt quốc giang trần cùng kiều bạch thạch nhìn nhau nói hắc nguyệt quốc sứ giả hắc nguyệt quốc liền đến cái này cũng quá nhanh a à. tuy giang trần không muốn gặp người hắc nguyệt quốc nhưng mà dưới loại thế cục này hắn cũng muốn hiểu rõ hướng đi thoáng một phát có lẽ có thể từ trong miệng sứ giả hắc nguyệt quốc này moi ra một chút tiếng gió hắc nguyệt quốc sứ giả tề tham bái kiến giang thiếu gia sứ giả hắc nguyệt quốc này dáng người nhỏ ngắn thoạt nhìn tựa như một tiểu nhân phố phường, không có nửa điểm đặc thù. Loại người này, dù ném đến trong đám người, cũng sẽ tìm không ra. Bất quá, mũi người này hơi bẹp, hốc mắt hãm sâu. Từ vẻ ngoài xem, ngược lại có vài phần đặc thù của Hắc Nguyệt Quốc. Giang thiếu ra, Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Hắc hắc, ta nghe nói, Giang gia cự tuyệt đông phương nhất tộc phong thưởng, không muốn tên tuổi đệ nhất chư hầu kia. Cho nên, nếu như không đoán sai, hiện tại Giang gia hẳn là bạch thân xưng hô ngài gian thiếu gia hẳn là hợp lý nhất a à. gian trần cười nhạt một tiếng ngươi ngược lại là người thông minh bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ gian trần ta cùng hắc nguyệt quốc các ngươi lúc nào quen biết lại phiền các ngươi tới bái phỏng ta là tới làm thuyết khách thuyết khách gian trần khẽ cho mày hẳn là ngươi cảm thấy gian gia ta sẽ phản bội quốc gia mình hắc hắc lời nói mặc dù như thế nhưng mà đông phương nhất tộc đã lụn bại cũng tìm không thấy lý do gì để các ngươi tiếp tục thuần phục a à. Hơn nữa ta nghe nói, ban đầu ở vương đô, đông phương lộc buông tha cho giang ra các ngươi, tựa như buông tha cho một con cờ, căn bản không có nửa điểm do dự. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Giang Trần hắn trí lớn, loại tiểu nhân vật này như thế nào có thể hiểu. Hắc Nguyệt Quốc chúng ta thì không như vậy, Hắc Nguyệt Quốc coi trọng nhất đúng là người có thực học. Giang gia, đúng là gia tộc cường đại mà Hắc Nguyệt Quốc chúng ta thưởng thức nhất. Quốc quân chúng ta, nguyện ý dùng vị trí nhất phẩm chư hầu, mời Giang gia đi Hắc Nguyệt Quốc ta phát triển, ban tặng đất phong, càng là gấp ba giang hãn lĩnh ngươi. Tiền tài mỹ nữ, chỉ cần giang ra các người mở miệng, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Tiền tài, mỹ nữ, giang trần khẽ cười nói, đúng vậy, tài lực của hắc nguyệt quốc chúng ta, căn bản không phải đông phương vương quốc có thể so sánh. Mỹ nữ hắc nguyệt quốc, người muốn làm dáng có làm dáng, muốn thanh thuần thì có thanh thuần, chỉ cần ngươi nghĩ đến, hắc nguyệt quốc chúng ta có thể tìm cho ngươi. Tuyệt đối so với câu ngọc công chúa, đông phương chỉ nhược kia đẹp hơn còn muốn gợi cảm hơn giang trần thấy hắn miệng phun hoa sen cũng rất buồn cười các ngươi cảm thấy đàn ông giang gia ta là vì tiền tài mỹ nữ mà sống giang gia dũng mãnh tự nhiên có khát vọng của các ngươi nhưng mà nhân sinh trên đời tiền tài mỹ nữ là thuyết minh tốt nhất cho năng lực không có tiền tài mỹ nữ làm đẹp dù đứng ở đỉnh phong quyền lực cái kia thì sao hơn nữa mặc dù giang gia các ngươi ở lại đông phương vương quốc có vết xe đổ của Long Gia, Đông Phương Vương quốc cũng không thể ủy quyền cho các ngươi. Các ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng tuyệt không có khả năng nắm giữ quá nhiều quyền lực. Bốn chữ vị cực nhân thần này, đối với các ngươi mà nói, cái kia chính là hy vọng xa vời. Sứ giả này nước bọt bay tứ tung, một bộ tràn đầy tự tin. Kiều Bạch Thạch ở một bên, nghe mà tràn ngập lửa giận. Tuy hắn ly khai dược sư điện, nhưng cuối cùng vẫn là người Đông Phương Vương quốc. Có lẽ hắn đối với vương thất không có tâm ủng hộ gì, nhưng mà đối với quốc gia này, đối với phiến thổ địa sinh dưỡng hắn kia, lại có cảm tình rất sâu đậm. Sứ giả hắc nguyệt quốc này, vậy mà thổi phồng xúi dục. Cái này đối với kiểu bạch thạch mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế giới này, bất kể là võ giả, hay là phố phường vô lại, bọn hắn đối với quốc gia của mình, đối với quê hương của mình, đều rất có cảm giác nhận đồng. Quốc gia này có thể nội chiến, có thể thay chiều đổi đại. Nhưng mà, những điều này đều là vấn đề nội bộ quốc gia tuyệt không có nghĩa là bọn hắn có thể tiếp nhận nước khác xâm lấn, tiếp nhận ngoại quốc vũ nhục. Tuy linh hồn của Giang Trần cùng Đông Phương Vương quốc không quan hệ, nhưng mà dung hợp trí nhớ của tiền nhiệm Giang Trần, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút tình hương khói. Hơn nữa, coi như là Giang Trần kiếp trước, hắn cũng không tiếp thụ được loại sự tình phản bội này. Cho nên, Hắc Nguyệt Quốc xúi dục, ở hắn nghe ra, căn bản cùng chê cười không sai biệt lắm. Sở dĩ hắn không có gian dậy, không có cự tuyệt, là muốn nghe xem người này còn có cái gì muốn nói. Thấy sứ giả kia ngừng lại, Giang Trần cười hỏi, còn nữa không, chỉ những lý do này, vẻ mặt sứ giả kia cổ quái, những thứ này chẳng lẽ còn không đủ, Giang Trần cười ha ha nói, để cho ta tới tổng kết thoáng một phát, nhất phẩm chư hầu, tiền tài mỹ nữ, đúng không? Thế nhưng mà người có nghĩ tới hay không, chỉ cần ta nguyện ý, những vật này, ta ở Đông Phương Vương Quốc có thể nhẹ nhõm đạt được, thậm chí đạt được nhiều hơn nữa ngươi không biết sao, Đông Phương Vương Quốc, sứ giả kia lộ ra một tia châm chọc, Đông Phương Vương Quốc, Giang Thiếu Gia cảm thấy nó còn có tiền đồ sao. Vương thất cùng Long đằng hầu nội chiến, cơ hồ tiêu hao hết sạch. Quốc gia này, hiện tại đã là cái thùng rỗng, không có vài thập niên, căn bản không thể khôi phục. Sau đó thì sao, Giang Trần nhàn nhạt hỏi, chương 204, nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng hai. Ha ha, Giang Thiếu Gia, ngươi là suy đoán minh bạch lại giả bộ hồ đồ A sứ giả kia cũng nở nụ cười, ta đây dứt khoát đem lời nói rõ. Giang ra các ngươi, đầu nhập vào hắc nguyệt quốc chúng ta, vinh hoa phú quý chiếu hưởng không lầm, ở lại đông phương vương quốc, cái kia liền rất có thể cùng đông phương vương quốc chôn cùng. a à, chỉ giáo cho, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì đáng giấu giếm. Đông phương vương quốc các ngươi nội loạn, tin tức đã sớm truyền lại hắc nguyệt quốc. Hôm nay các lộ chư hầu hắc nguyệt quốc tập kết đại quân, trong vòng 10 ngày, liền khởi binh chinh phạt đông phương vương quốc dùng quốc lực của đông phương vương quốc các ngươi hôm nay lấy cái gì ngăn cản đại quân hắc nguyệt quốc quốc quân chúng ta cũng nghe nói giang gia các ngươi có một môn bổn sự sử dụng kiếm điều tác chiến đây cũng là lý do quốc quân chúng ta coi trọng giang gia các ngươi đông phương vương quốc lớn như vậy hôm nay có thể vào pháp nhãn của bệ hạ chúng ta cũng chính có giang gia các ngươi nói như vậy giang gia ta phải cảm tạ quốc quân các ngươi coi trọng cảm tạ cái gì đó cũng không phải trọng yếu nếu có thể đồng tâm hiệp lực vì bệ hạ sử dụng, cường cường liên thủ, đó mới là chính đạo. Bệ hạ chúng ta khát vọng thật lớn, ý chí thiên hạ. Trinh phạt Đông Phương Vương quốc chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu cuối cùng của hắn là thống nhất 16 nước. Nếu được giang ra gia hiệp trợ, đại kế của quốc quân bệ hạ chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, bệ hạ trở thành đại đế, mà giang gia cũng chắc chắn trở thành thế gia thiên cổ lưu danh. Giang thiếu gia, nam nhi trí ở thiên hạ, tin tưởng loại người như ngươi nên biết lựa chọn như thế nào, là lưu danh sử xanh hay là uất ức chết theo một vương quốc xuống dốc. Này cần đa tưởng sao? Không thể không nói, Tề Tham này khẩu tài rất tốt. Mỗi một câu đều có chứa một loại ma lực thần kỳ. Chỉ là, phần khẩu tài này của hắn ở trước mặt Giang Trần lại hoàn toàn không có tác dụng. Nhất thống Giang Sơn cũng tốt, thiên cổ lưu danh cũng tốt, cái này cuối cùng chỉ là dã tâm khát vọng của phàm nhân thế tục mà thôi. Chí hướng của Giang Trần hắn Căn bản không ở chỗ này. Giang thiếu ra, gia, lời nói ta chỉ nói đến đây, người cần nhắc thoáng một phát A. À. Tê Tham cười ha hả nói, nghe, thật sự là rất không tồi. Giang Trần cười ha ha, bỗng nhiên bước đi ra ngoài. Tê Tham đúng không, người chứng kiến miệng giếng ngoài cửa không? Thấy được, trước khi vào cửa ta đã thấy. Tê Tham ngạc nhiên, vậy người nghe qua câu chuyện, gọi là ếch ngồi đáy giếng chưa? Giang Trần lại hỏi, ếch ngồi đáy giếng, đây là câu chuyện vỡ lòng của Nhi Đồng ta sao có thể chưa nghe qua? Giang Trần nhẹ gật đầu, bộ dạng rất là vui mừng. vậy cũng tốt, nói như vậy, người bây giờ giống với con ếch dưới đáy giếng kia, người miêu tả cả buổi, nói nhiều vĩ đại như vậy, kỳ thật cũng không quá đáng là một phiến thiên địa trên miệng giếng mà thôi. người, Giang thiếu gia, người đây là ý gì? Tề tham biến sắc, có ý gì? Thiếu gia nhà ta nói người là ếch ngồi đáy giếng, cái này còn nghe không hiểu sao? cái này cũng nghe không hiểu, người làm thuyết khách như thế nào a? À? Kiều Bạch Thạch cười lạnh, tiến lên một bước quát lớn. Ếch ngồi đáy giếng, tề tham nhịn không được cười. Giang thiếu ra, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao mình rồi. Giang ra ngươi là có chút bổn sự, nhưng cũng không quá đáng là ở Đông Phương Vương quốc ra chút danh tiếng. Hắc Nguyệt quốc ta cường đại, căn bản không phải Đông Phương Vương quốc các ngươi có thể so. Cường đại, ngữ khí của Giang Trần có chút thổn thức, nhớ tới kinh nghiệm kiếp trước, than nhẹ một tiếng. Tồn tại cường đại hơn nữa, ta cũng gặp, chỉ tiếc, Nói diệt, liền diệt a, à. kiếp trước, Giang Trần có phụ thân là Thiên Đế, hắn là Thiên Đế chi tử, trưởng quản chư thiên vạn giới. Thì tính sao, còn không phải nói không có liền không có. Hắc Nguyệt Quốc, cường đại trở lại cũng không quá đáng là một vương quốc thế tục mà thôi. Ở trước mặt Giang Trần hắn tự biên tự diễn, khoe khoang vũ lực, cái kia quả thực là chê cười. Tề Tham nào biết tâm tình của Giang Trần giờ phút này, đã trải qua kiếp trước kiếp này luân hồi lại há có thể lính ngộ thương cảm cùng điều hưu trong giọng nói của Giang Trần. Cười lạnh một tiếng, chống nạnh nói, Giang thiếu ra, gia, lời nói ta đã đưa đến, nếu như người chấp mê bất ngộ, ngày khác đại quân Hắc Nguyệt Quốc ta đến, sẽ không còn chỗ trống cho người cỏ kè mặc cả. Giang Trần hồi tưởng chuyện cũ kiếp trước, trong lòng quanh quẩn lấy một cỗ thương cảm, đột nhiên nghe tề tham uy hiếp, sắc mặt trầm xuống. Tề tham, trở về nói cho quốc quân của các người biết. Giang gia ta, tuy nói cùng đông phương nhất tộc không quan hệ, nhưng mà mảnh thổ điện này dù sao sinh giang gia ta dưỡng qua giang gia ta bước chân dơ bẩn của hắc nguyệt quốc các ngươi dám can đảm đạp tiến một bước tất cho các ngươi có đi không về không phải giang trần kiêu ngạo cũng không phải giang trần đối với đông phương vương tộc có tâm thuần phục gì mà là trong thực chất của giang trần có một loại cảm xúc đó là một loại cảm xúc kiêu ngạo một loại cảm xúc nhớ tình cũ mảnh thổ điện này sinh dưỡng giang gia đời đời mà thân thể giang trần hắn cũng được mảnh thổ điện này nuôi dưỡng nói cho cùng trong huyết nhục đã sáp nhập vào mảnh thổ điện này có lẽ một ngày không lâu hắn sẽ rời đi nhưng mà quyết không cho phép bước chân tả ác đến trả đạp mảnh thổ điện này cái này không đơn thuần là xâm lấn càng là khinh nhờn loại tình cảm trong lòng giang trần hơn nữa tề tham kia nói gần nói xa lộ ra một khẩu khí uy hiếp càng làm cho giang trần cực kỳ khó chịu tông môn thế lực so với hắc nguyệt quốc còn cường đại hơn áp bách giang trần cũng không sợ một cái hắc nguyệt quốc, mặc dù so với đông phương vương quốc mạnh hơn, nhưng Giang Trần Há sẽ bị bọn hắn uy hiếp. Không thể không nói, cảm xúc của Giang Trần cũng lây nhiễm kiều bạch thạch. Kiều bạch thạch trừng mắt quát, tề tham đúng không, thiếu gia nhà ta đã nói đến nước này, liền cút nhanh lên. Hai nước giao chiến, không giết sứ giả, bằng không thì kiều mỗ ta là cái thứ nhất đem ngươi chặt cho chó ăn. Tề tham cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn phát hiện, cảm tình vừa rồi mình nói một trận kia, người ta đều coi là chê cười nghe hay sao? Chẳng lẽ Giang gia này điên rồi? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, dựa vào lực lượng Giang gia, có thể đối kháng toàn bộ Hắc Nguyệt Quốc sao? Giang thiếu gia, ngươi, thật sự không cân nhắc thoáng một phát, tề tham còn chưa từ bỏ ý định. Cút, Giang Trần khẽ quát một tiếng, phun ra một đạo chân khí, khí lưu vô hình sông lên, cả người tề tham lập tức bay lên, như là con diều bị chấn bay ra ngoài cửa. Đang muốn ngưng lực đối kháng, hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất, vững vàng rơi vào trên đường. Cương khí phóng ra ngoài, cử trọng nhược khinh, chẳng lẽ, chẳng lẽ là 11 mạch chân khí đại sư, chương 205, tình cảm câu ngọc công chúa phức tạp một. Lúc trước tề tham còn có chút hung hăng càn quấy, giờ phút này lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không dám lại làm càn, thực lực giang trần này, quả thực mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng của hắn. Một thiếu niên mười mấy tuổi, vậy mà có thể đem chân khí vận dụng đến thần diệu như thế. Nghĩ tới đây, Tề tham một đầu mồ hôi lạnh, không dám nói lời ngu xuẩn gì nữa. Hai tay ôm quyền, xám xịt chạy ra. Giang Trần là buông tha hắn, sợ là sợ bọn thủ hạ Giang Trần khó chịu, không cho hắn đi. Quả nhiên, tin tức khắc nguyệt quốc xâm lấn, cũng không phải nhà quần kia ăn nói lung tung. Sư tôn, việc này, nên làm cái gì bây giờ? Kiều Bạch Thạch cũng vô cùng mê mang. Hắn là có nhiệt huyết ái quốc, nhưng cũng biết rõ, dùng quốc lực hiện tại của Đông Phương Vương quốc, 108 lộ chư hầu, ít nhất một nửa không có sức chiến đấu còn lại một nửa lòng người bàng hoàng căn bản không chịu nổi trọng dụng vương thất tinh nhuệ cơ hồ ở lúc long ra làm loạn chết sạch lực lượng vương thất mới tổ kiến trên cơ bản là tạm thời nước tới chân mới nhảy lực lượng có hạn nhìn chung toàn bộ vương quốc cơ hồ là không có lực lượng tinh nhuệ gì có thể đi tiền tuyến cùng hắc nguyệt quốc chính diện đối kháng có thể làm sao binh tới tướng đỡ nước tới đất chặn giang trần ngược lại không hoảng loạn vương quốc thế tục chinh chiến với hắn mà nói áp lực không lớn tông môn cường giả cũng không để cho hắn cúi đầu chỉ là một hát nguyệt quốc sao có thể để cho hắn lo lắng bạch thạch người cùng tống thiên tinh về vương đô một chuyến dùng tốc độ nhanh nhất đi ta không muốn cùng vương thất liên hệ nhưng mà hai nước giao chiến vương thất vẫn phải trước tiên biết đến mới được giang trần nói đến đây cũng nhịn không được thở dài một hơi đông phương vương quốc đủ loạn a trải qua long ra đại loạn toàn bộ hệ thống vương quốc đều hỏng mất theo lý thuyết dùng quốc lực của đông phương vương quốc tại hắc nguyệt quốc khẳng định cũng có nằm vùng có tình báo nhưng mà trải qua trận chiến ấy lực lượng của đông phương nhất tộc cơ hồ là chết sạch dù có lực lượng tình báo có nơi phát ra tin tức nhưng cơ hồ đã đoạn hệ thống tình báo vừa đứt toàn bộ quốc gia như con ruồi không đầu vậy muốn khôi phục loại trật tự bình thường này không có năm ba năm căn bản không có khả năng nếu như không phải bên giang trần ngoài ý muốn biết được chỉ sợ đại quân hắc nguyệt quốc đã đến biên cảnh Vương thất vẫn chưa hay biết gì. Thời khắc phi thường, đi con đường phi thường. Giang Trần phái ra hai con kim dược kiếm điểu, dẫn đầu một đám ngân dược kiếm điểu, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đám người dược sư điện về Vương đô. Tốc độ của ngân dược kiếm điểu hết sức kinh người. Hơn nữa thay phiên cưới, một đường tốc độ bay nhanh, cùng ngày liền về tới Vương đô. Tống Thiên Tinh đồng dạng Kiều Bạch Thạch đều là nhân sĩ sinh trưởng ở Đông Phương Vương quốc, trong người bọn hắn đều có một cỗ nhiệt huyết ái quốc. Lập tức không do dự trực tiếp đi cầu kiến câu ngọc công chúa. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn nên đi bái kiến quốc quân Đông Phương Lân. Nhưng mà Đông Phương Lân một thiếu niên mười mấy tuổi, hiện tại chỉ là một bài trí. Chính thức buông rèm chấp chính là câu ngọc công chúa. Nếu như là Tống Thiên Tinh, chưa hẳn có thể nhìn thấy câu ngọc công chúa, nhưng mà Kiều Bạch Thạch bất đồng. Kiều Bạch Thạch là tâm phúc của Giang Trần. Điểm này, câu ngọc công chúa rất rõ ràng, rất nhanh. Câu Ngọc Công Chúa liền ăn mặc thỏa đáng, triệu kiến hai người tiến cung. Bái kiến câu Ngọc công chúa." Tống Thiên Tinh cùng Kiều Bạch Thạch tiến lên chào hỏi, "Tại sao nhị vị lại đi cùng một chỗ? Hơn nữa vội vội vàng vàng gặp bổn cung, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì quan trọng?" Tống Thiên Tinh nhìn nhìn Kiều Bạch Thạch, ý bảo hắn nói. Kiều Bạch Thạch cũng không từ chối, vẻ mặt ngưng trọng, "Công chúa, buổi trưa hôm nay nhận được tin tức, Hắc Nguyệt quốc tập kết đại quân, trong vòng 10 ngày sẽ xâm lấn Đông Phương Vương quốc ta." "Cái gì?" Câu Ngọc công chúa biến sắc, nàng trong khoảng thời gian này cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, một mực lo lắng. Chỉ là, nàng đều khờ dại tự an ủi mình, Hắc Nguyệt Quốc chưa chắc sẽ động thủ, Hắc Nguyệt Quốc chưa hẳn nhanh như vậy sẽ động thủ. Chỉ là, loại tự mình an ủi này, cuối cùng chỉ là tự mình an ủi. Hắc Nguyệt Quốc chẳng những động thủ, hơn nữa tốc độ động thủ, so với nàng tưởng tượng còn nhanh. Tin tức có chuẩn xác không? Câu Ngọc Công Chúa thoáng có chút thất thố, lập tức liền khôi phục thong dong cùng chấn định của Thượng Vị Giả. Chắc chắn 100 kiều bạch thạch nói sáng hôm nay có một sứ giả hắc nguyệt quốc đến giang hãn lĩnh chiêu mộ giang gia ưng thuận vô số vinh hoa phú quý để chống vị trí nhất phẩm chư hầu mời giang gia nhập tọa câu ngọc công chúa nghe nói chuyện đó trong lòng không khỏi hoảng hốt nàng biết rõ giang trần sẽ không bị vinh hoa phú quý hấp dẫn nhưng vẫn nhịn không được hỏi giang trần không có đáp ứng nga à, thiếu gia nhà ta xì mũi coi thường mắng sứ giả kia một trận cự tuyệt kiều bạch thạch cũng không có che giấu cái gì không biết tại làm sao nghe kiều bạch thạch nói bốn chữ thiếu gia nhà ta này trong nội tâm tống thiên tinh không khỏi đau xót phảng phất có điều mất mát mà câu ngọc công chúa thì hơi có chút động dung liếc nhìn kiều bạch thạch thật sâu lập tức nói việc này ta đã biết ta lập tức lên đường đi gặp giang trần tốt kiều bạch thạch gật đầu ngươi chờ một lát ta mang nhược nhi cùng đi đột nhiên câu ngọc phảng phất có chút không tự tin nhớ tới đông phương chỉ nhược ở trong nội tâm câu ngọc Đông Phương chỉ nhược mới là cảm tình bài tốt nhất. Thẻ đánh bạc có thể thuyết phục Giang Trần. Không biết như thế nào, câu ngọc nghe được Hắc Nguyệt Quốc sắp xâm lấn, mới đầu còn có chút tâm loạn, nhưng sau một lúc lâu, rõ ràng không có bất kỳ lý do, tâm tình liền buông lỏng. Phảng phất trong mơ hồ, nàng có một loại tâm lý dựa vào, căn bản không cho là Hắc Nguyệt Quốc có thể đánh thắng được. Mà loại tâm lý dựa vào trong tối tăm kia, hôm nay nàng cũng không có cái gì không thừa nhận, tự nhiên là bởi vì Giang Trần trận chiến nhị độ quan mang đến rung động cùng trùng kích mãnh liệt ở trong nội tâm câu ngọc công chúa đã in xuống dấu ấn bách thế khó quên đó là một loại ấn ký căn bản không thể lau đi giang trần thần kỳ cường đại thần bí tâm huyết ngạo khí ở trong trận chiến kia triển lộ không bỏ sót một thiếu niên như vậy ở trong mắt câu ngọc công chúa kiêu ngạo đó là nam nhân hoàn mỹ là nam nhân duy nhất chinh phục nội tâm kiêu ngạo của nàng đông phương chỉ nhược đã ngủ nghe nói muốn đi gặp giang trần liền quét sạch buồn ngủ, ồn ào muốn hiện tại liền đi. Sự tình trọng đại, Kiều Bạch Thạch cũng không do dự, mang theo câu ngọc công chúa, đông phương chỉ nhược, còn có một đám thân vệ vương thất, hướng Nam Cương phản hồi. Một đêm phi hành, trời còn chưa sáng, liền về tới Giang Hãn Lĩnh. chương 206, tình cảm câu ngọc công chúa phức tạp 2. Lúc gặp lại Giang Trần, câu ngọc công chúa trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khuôn mặt thiếu niên tuổi trẻ mà bình tĩnh thong dong kia, tựa hồ đã xảy ra tí ti lột xác khuôn mặt kia cũng không xa lạ gì, như cũng là quen thuộc như vậy. Nhưng loại cảm giác này lại phảng phất đem chênh lệch lẫn nhau, kéo lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, ở trên người Giang Trần, thậm chí có một loại khí chất mà ngay cả câu ngọc công chúa cũng tự ti mặc cảm, đó là một loại cao quý nói không nên lời. Giang Trần, người vậy mà, đã là 11 mạch chân khí đại sư, câu ngọc công chúa hồi tưởng quật khởi chi lộ của thiếu niên này, cảm thấy rất là hoảng hốt. Nửa năm trước, hắn tựa hồ vẫn là người ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được a. À. Như thế nào nửa năm thời gian, một người có thể phát sinh lột xác thoát thai hoán cốt như thế. Câu Ngọc Công Chúa không nghĩ ra, nàng cũng không muốn suy nghĩ. Giang Trần có chút gật đầu, chút việc nhỏ ấy trước không đề cập tới. Đúng rồi, Câu Ngọc, ta nghe nói đông phương nhất tộc các ngươi, có một lão tổ A. À. Long ra làm loạn, hắn không có xuất hiện, hiện tại cường địch muốn xâm lấn, hắn vẫn không hiện ra. Câu Ngọc Công Chúa cười khổ, lão tổ bế quan có lẽ cũng sắp xuất quan a à. lúc nói lời này chính nàng cũng không có lực lượng gì hơn nữa đông phương nhất tộc có lão tổ hắc nguyệt quốc người ta cũng có lão tổ lão tổ đối chiến lão tổ nghe nói lão tổ hắc nguyệt quốc là lão quái vật đã sống hơn một năm rồi tuổi thọ cùng tu vi đều cao hơn lão tổ của đông phương nhất tộc giang trần cười cười cũng không có nói cái gì nữa đúng rồi nhà đầu nhược nhi kia cũng tới đúng vậy bất quá trong đêm chạy đi Nàng không có nghỉ ngơi tốt, lúc này có lẽ đang ngủ bù. Ngươi nhớ nàng? Ngữ khí của Câu Ngọc công chúa có chút kỳ quái. Nhớ nàng? Giang Trần bật cười, ngươi cô nàng này, trong đầu luôn nghĩ một ít cổ quái, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, lần này các ngươi tới, là ý định thực hiện lời hứa chứ? Khuôn mặt Câu Ngọc công chúa đỏ lên, nàng đương nhiên biết rõ Giang Trần nói là cái gì. Lúc trước, khi Tiềm Long thi hội tiến hành, Câu Ngọc công chúa từng đồng ý chỉ cần giang trần hắn có thể ở trong tiềm long thi hội áp đảo long ra bất kể là nhược nhi hay là câu ngọc nàng đều mặc giang trần hắn ngắt lấy lớn nhỏ ăn sạch cũng có thể lúc ấy câu ngọc công chúa cũng không biết là nơi nào đến dũng khí nói ra lời nói kia kỳ thật trong nội tâm nàng cực kỳ mâu thuẫn đã cảm thấy có chút thẹn thùng sợ hãi lại ẩn ẩn cảm thấy nếu thật là như vậy cũng không tệ chỉ là mặt đối mặt nghe giang trần nhắc tới việc này câu ngọc công chúa gần đây thần kinh không ổn định cũng có chút hít luống cuống tay chân trên mặt mây đỏ bay loạn giang trần ngươi ngươi câu ngọc công chúa rất muốn tranh một hơi nói chút gì đó nhưng mà bờ môi há lại há nhưng không biết nói cái gì cho phải được rồi đổi ý đúng không coi như ta cái gì cũng chưa nói giang trần cố ý sụ mặt không phải giang trần câu ngọc công chúa vội vàng giải thích còn người lóe ra thẹn thùng mà bình thường căn bản không thể nào thấy được thanh âm thấp đến chính nàng cũng nghe không được giang trần ngươi đừng hiểu lầm, nếu quả thật cần, ngươi, ngươi có thể muốn, muốn ta, lập tức, nữ tử háo cường kia lại cắn cắn bờ môi, lấy hết dũng khí nói. Ta biết rõ ngươi, ngươi có khả năng xem thường ta, thế nhưng mà, trừ ngươi ra, câu ngọc ta đời này, sẽ không vừa ý nam nhân khác. Giang Trần ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ muốn đùa câu ngọc công chúa thoáng một phát, hù dọa nàng một chút mà thôi. Không nghĩ tới, tính cách của câu ngọc công chúa này, vậy mà tích cực như vậy. Điều này cũng làm cho Giang Trần có chút đâm lao phải theo lao rồi. Cười hắc hắc một tiếng, Giang Trần tiến lên một bước, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ở trên mũi câu ngọc ngắt thoáng một phát. Được rồi, ta muốn như vậy thoáng một phát, tính toán hủy nhau. Trong nháy mắt Giang Trần thò tay đó, tim câu ngọc cơ hồ đã đến cổ họng. Tuy tính cách nàng rất hảo cường, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, nhưng cuối cùng là thân nữ nhi. Nàng một mực đem nữ nhi ngượng ngùng, giấu ở trong vẻ ngoài cường thế thật sự sự đáo lâm đầu nữ nhi da thẹn thùng da thịt chưa từng bị người đụng chạm qua vẫn kìm lòng không được có chút phát nhiệt nàng cho rằng giang trần là muốn động thật rồi nào biết được giang trần cử nhẹ như trọng chỉ ở trên chóp mũi nàng ngắt thoáng một phát loại tình hình này như một ca ca cưng chiều tiểu muội nhà bên thân thiết mà vô tả câu ngọc một lòng bang bang nhảy loạn tuy trong nội tâm ẩn ẩn có chút thất lạc nhưng tựa hồ lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm tâm hồn thiếu nữ loạn tới cực điểm đi thôi chúng ta đi xem nhược nhi giang trần cười cười quay người đi ra vài bước câu ngọc công chúa thấy giang trần hoàn toàn chính xác không có tản niệm gì mới thở phào nhẹ nhõm cố gắng bình phục tâm tình thoáng một phát lại lấy hết dũng khí đi đến trước mặt giang trần mắt ngọc mày ngài dưới ánh mặt trời lộ ra càng động lòng người chỉ thấy lông nghi nàng nhẹ nhàng nhúc nhích phảng phất lấy hết lực lượng toàn thân nói ra giang trần mặc kệ ngươi nghĩ ta thế nào ngươi là nam nhân đầu tiên chạm vào ta từ nay về sau ta sẽ không để cho người thứ hai chạm ta nói xong những lời này câu ngọc công chúa cơ hồ toàn thân hư thoát nàng như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên lai có mấy lời muốn từ trong miệng nói ra vậy mà so với đối mặt trăm vạn đại quân còn gian nan hơn chớ suy nghĩ lung tung nữa người cái bộ dáng này đợi chút nữa bị nhược nhi chứng kiến sẽ coi là ta đem ngươi dù thế nào rồi giang trần cười ha ha khóe miệng câu ngọc công chúa tràn ra một tia ôn hòa vui vẻ nhược nhi đơn thuần như vậy sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Hoàn toàn chính xác đơn thuần, ngay cả ngậm máu phun người cũng cũng không hiểu, ha ha. Giang Trần cười ha ha, câu ngọc công chúa nghĩ thoáng một phát, mặt lại đỏ rồi, khẽ cắn bờ môi, dậm chân một cái. Giang Trần, người thật là một đại ác ôn, cái điển cố ngậm máu phun người này, là lúc trước Long Đằng Hầu Phủ Yến Hội, Giang Trần phản kích Bạch Hổ Hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân. Ý nghĩa là chỉ chàng diện nữ nhân chuyển dạ sinh con, lúc ấy Đông Phương chỉ nhược không hiểu, còn cố ý hỏi Giang Trần là có ý gì. Ngay cả câu ngọc công chúa, cũng phải một hồi mới hiểu được. Câu ngọc công chúa đi ở phía sau, cùng Giang Trần bảo lưu một khoảng cách. Nhìn xem bóng lưng thiếu niên này, câu ngọc công chúa tâm tình phức tạp. Vừa rồi Giang Trần niết cái mũi của nàng thoáng một phát, thân mật vô tà, khơi gợi lên tình cảm ôm ấp của câu ngọc công chúa. Huynh trưởng Đông Phương Tuấn, Đông Phương Lộc của nàng, sinh ở đế vương gia, phảng phất là một bộ máy móc quyền lực, chưa bao giờ đối với nàng làm cử động thân mật như vậy chương 207, người về sau sẽ lấy nhược nhi sao? Động tác này của Giang Trần, làm cho câu ngọc công chúa ẩn ẩn cảm nhận được một loại yêu mến đồng dạng như huynh trưởng. Chỉ là, Giang Trần này, luận tuổi, so với câu ngọc còn muốn nhỏ hơn 5-6 tuổi A. Đông Phương chỉ nhược tỉnh lại, chuyện thứ nhất là muốn tìm Giang Trần ca ca. Nhìn thấy Giang Trần cùng câu ngọc đến, rất là hưng phấn, lôi kéo tay Giang Trần, ngây thơ nói. Giang Trần ca ca, người biết không, ta ở vương đô, hiện tại đi ra ngoài, đã không muốn ngồi xe ngựa rồi. Cái này là vì sao? Giang Trần nghi hoặc, ta thích cưới kim dược kiếm điểu. Đông Phương chỉ nhừa kéo cánh tay Giang Trần, nhẹ nhàng lay động, năn nỉ nói. Giang Trần ca ca, nếu không, ngươi cho ta một đầu kim dược kiếm điểu, được không? Tiểu nữ nhi, ưa thích nuôi sủng vật, ưa thích các loại đồ vật phong cách, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cưới kim dược kiếm điểu, so với ngồi xe ngựa phong cách hơn nhiều. Kim dược kiếm điểu là linh điểu trí tuệ khai hóa, ta tặng cho ngươi, chỉ sợ ngươi không khống chế được. Như vậy đi, ta đưa ngươi một thú con thanh dược kiếm điểu, ngươi có thể từ nhỏ chăn nuôi, ta lại cho ngươi một ít đan dược, ngươi chậm rãi nuôi nó. Qua vài năm, nhất định sẽ tiến hóa thành kim dược kiếm điểu. Chỉ cần dưỡng ra tình cảm, càng thêm chi kỷ. Không biết sao, Giang Trần đối với câu ngọc công chúa, có đôi khi khó tránh khỏi có chút hung ba ba. Nhưng mà ở trên người đông phương chỉ nhược, giang trần kiên nhẫn lại vô cùng tốt ở sâu trong nội tâm hắn là thực đem đông phương chỉ nhược trở thành tiểu muội muội đối đãi có lẽ vì đông phương chỉ nhược là thái âm chi thể cùng hắn kiếp trước đồng bệnh tương liên rất là kiên nhẫn cùng đông phương chỉ nhược du ngoạn một ngày ngày hôm nay cái gì hắc nguyệt quốc xâm lấn cái gì thế cục đông phương vương quốc giang trần hờ hững lờ đi chỉ đi dạo cùng đông phương chỉ nhược câu ngọc công chúa cũng đi theo tương bồi thẳng chơi đến sắc trời gần tối đông phương chỉ nhược còn không có tận hứng bất quá nàng là thiếu nữ nhu thuận biết rõ cô cô không xa vạn dặm đến giang hãn lĩnh nhất định là có sự tình quan trọng hơn giang trần ca ca cô cô chúng ta trở về đi chơi một ngày nhược nhi cũng mệt mỏi trở lại ba giang thành sau khi ăn cơm tối giang trần nhìn qua câu ngọc công chúa muốn nói lại thôi mỉm cười ngươi cũng đi ngủ đi giang hãn lĩnh này là nơi giang gia ta sinh sống đời đời truyền thừa trừ khi giang trần ta không ở chỗ này nếu không, gót sắt của Hắc Nguyệt Quốc tuyệt không có khả năng đạp lên một bước. Câu Ngọc công chúa có chút chấp động mắt đẹp, phảng phất muốn chảy ra nước, lại hỏi: "Còn gì nữa không? Còn gì nữa?" Giang Trần cười nhạt nói, "Lý do này còn chưa đủ sao?" "Không đủ?" Câu Ngọc công chúa phảng phất tựa như hờn dỗi, "Vậy thì tăng thêm nhược nhi, lý do này có đủ hay không?" Ánh mắt Câu Ngọc công chúa có chút tối sầm lại, tựa hồ nàng cũng đoán được Giang Trần sẽ nói như vậy, nhưng mà vẫn nhịn không được muốn hỏi sau khi hỏi lại nhịn không được có chút thương cảm nhược nhi ngây thơ thiện lương trên thế giới này không có ai nguyện ý nàng bị thương tổn giang trần ngươi ngươi về sau sẽ lấy nhược nhi sao câu ngọc công chúa nâng khuôn mặt lên không chuyển mắt nhìn giang trần phảng phất không có đáp án tuyệt không bỏ qua ngươi suốt ngày đều nghĩ cái gì a à? lấy nhược nhi giang trần không nhịn được cười nhược nhi thiên chân vô tà ta thấy nàng tựa như nhìn thấy thân muội muội của mình ở đâu có những ý niệm kỳ kỳ quái quái kia, Giang Trần cũng không phải sĩ diện cãi láo. Hắn đối với Nhược Nhi, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ một tia tàn niệm. Hắn làm hết thảy, đều là vì tính cách Đông Phương chỉ nhược ngây thơ, thiên chân vô tà. Còn có, Đông Phương chỉ nhược là thiên sinh thái âm chi thể, hai người đồng bệnh tương liên, luôn có thể sinh ra loại tình cảm cộng minh kia. Chứng kiến Nhược Nhi, Giang Trần liền kìm lòng không được nhớ tới kiếp trước của mình che chở nhược nhi, cũng là Giang Trần che chở một đạo tình kết bất đắc dĩ kiếp trước. Về phần đón dâu, Giang Trần không đành lòng nghĩ tới. Bất luận nam nữ, một khi thân mang thái âm chi thể, nếu muốn kết hôn sinh con, sinh ra tử tôn, thế thế đại đại cũng sẽ là thái âm chi thể. Đây là một loại số mệnh đáng buồn, nói cách khác, con gái như nhược nhi, nếu sinh con, về sau hài tử cũng sẽ là thái âm chi thể, căn bản không thể tránh né. Tuy cái hiện thực tàn khốc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng mà Giang Trần vẫn không đành lòng nói ra sớm như vậy, không đành lòng để cho một thiếu nữ lạc quan như Nhược Nhi, lưng đeo một gông xiềng vốn không nên thuộc về nàng. Hắc Nguyệt Quốc, trong Hoàng Cung, Hắc Nguyệt Quốc quốc quân ngồi ở trên Long ỉ, nhìn quanh tứ phương, tinh thần ham hái. Tề tham đã về Hắc Nguyệt Quốc, dung mạo hắn không sâu sắc, nhưng lại là thuyết khách được Hắc Nguyệt Quốc quân nể trọng nhất, giờ phút này, hắn lại có chút chật vật. Phục phục trên mặt đất, tao mộ ở Giang Hãn Lĩnh, một năm một người bẩm báo cho Hắc Nguyệt Quốc quân. Hắc Nguyệt Quốc quân khoảng 40 tuổi, dưới cằm có chút râu ria, dung mạo uy nghiêm, khí thế phi phàm, nhất là đôi mắt hổ, nhìn quanh sinh huy, lộ ra thập phần bá khí. Hai bàn tay vịn trên ghế rồng, mạnh mẽ hữu lực, cho người một loại cảm giác uy mãnh có thể xé rách mãnh hổ, chém nứt cự thạch. Bệ hạ, Giang Trần kia không biết phân biệt, hạ thần sử dụng mọi thủ đoạn, Giang Trần này nửa điểm cũng không có nghe lọt. Ngược lại nhục nhã hạ thần một phen, nói hạ thần là ếch ngồi đáy giếng. Đối với Hắc Nguyệt Quốc ta, càng là coi rẻ, cực kỳ vô lễ. Tề tham cũng biết, mời chào Giang ra là không thể nào thành công. Lập tức thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, hung hăng khuế đại một trận. Mắt hổ của Hắc Nguyệt Quốc quân bùng ra một tia sát cơ. Giang ra này, thật đúng là vô lễ. Chấm mời chào hắn, là xem trọng hắn. Hắn còn trẻ vô tri, tự cho là có vài phần bàng môn tả đạo, liền không coi ai ra gì. Hắc Nguyệt đại quân ta tập kết, liền trước bắt Giang ra tế cờ. Ngô Hoàng vạn tuế, hắc nguyệt vạn tuế, quân thần cùng hô vạn tuế, hắc nguyệt quốc quân cực kỳ vui mừng, hăng hái nói. Hắc nguyệt quốc ta chinh phục liên minh 16 nước, liền từ đông phương vương quốc bắt đầu. Bệ hạ, theo tình báo nói, giang gia kia am hiểu sử dụng kiếm điều đại quân. Loại đại quân không chung tác chiến này, đối với bộ đội mặt đất lực sát thương rất lớn. Đại quân hắc nguyệt quốc ta, phải nghiêm túc đối đãi. Hừ, kiếm điều đại quân, tuy lợi hại, nhưng hắc nguyệt quốc ta cũng không phải không có đối sách. Đầu tiên, Hắc Nguyệt Quốc ta cũng có Hắc Ô kỵ sĩ, cũng là thủ đoạn không chung tác chiến. Tuy sức chiến đấu bản thân Hắc Ô bình thường, nhưng mà cùng Hắc Ô kỵ sĩ kết hợp, sức chiến đấu lại hết sức kinh người. 3.000 Hắc Ô kỵ sĩ, đủ ngăn cản 10 vạn kiếm điểu đại quân. Mặt đất còn có các loại cung tiến tinh nhuệ, phối hợp các loại chiến trận, há sẽ e ngại cái gọi là kiếm điểu đại quân. Hơn nữa, chẳng lẽ Giang gia này, dựa vào lực một gia tộc, liền muốn đối kháng toàn bộ đại quân Hắc Nguyệt Quốc ta hay sao? chương 208, địa bàn của ta ta làm chủ một. Dùng lực lượng của một gia tộc, đối kháng đại quân tinh nhuệ một quốc gia, cái này quả thực là nghe giận cả người. Quân thần hắc nguyệt quốc này, phần lớn đều vô cùng lạc quan, đối với đại thần đưa ra ý kiến, nhao nhao quát lớn cùng phản bác. Hắc nguyệt quốc quân cười nói, chấm cũng cân nhắc qua điểm này, cho nên lần này, chấm thỉnh động vương quốc đệ nhất tướng tinh, nhâm phi long tướng quân tự mình thống quân. Nhâm phi long, được xưng hắc nguyệt quốc đệ nhất tướng tinh, thời gian quật khởi chỉ là vài chục năm gần đây, nhưng mà vì Hắc Nguyệt Quốc lập vô số chiến công. Có hắn thống quân, chỉ là giang gia, làm sao đủ sợ hãi. Đây quả thực là lão hổ bác dê, không hề lo lắng. Tuy giang gia cường đại, tiêu diệt long gia, hoàn toàn chính xác thập phần thần kỳ. Loại truyền kỳ này, đối với người đông phương vương quốc mà nói, bọn hắn càng muốn tin tưởng, cũng tiếp nhận điểm này. Nhưng đối với Hắc Nguyệt Quốc đối địch mà nói, bọn hắn vô ý thức cảm thấy đây là khuyết đại, từ trên tâm lý, sẽ không cho rằng Giang Gia thật sự cường đại như trong truyền thuyết. Bên Đông Phương Vương Quốc, Câu Ngọc Công Chúa ở Giang Hán Lĩnh dừng lại một ngày, sau đó trực tiếp thẳng hồi Vương Đô, đồng thời phát ra chư hầu triệu tập lệnh, triệu tập đại quân các lộ chư hầu, lao tới Tây Nam biên cảnh. Chư hầu triệu tập lệnh vừa ra, toàn bộ Đông Phương Vương Quốc lập tức lâm vào khủng hoảng, ai cũng biết, biên giới Tây Nam Vương Quốc là Hắc Nguyệt Quốc. Hắc Nguyệt Quốc vẫn là đối thủ một mất một còn của Đông Phương Vương Quốc. Ở trong liên minh 16 nước, quan hệ hai nước này cũng là đối chọi nổi danh. Hai nước tầm đó, cơ hồ mỗi 10 năm 20 năm đều sẽ có một hồi chiến tranh, hoặc là đại chiến, hoặc là tiểu chiến. Hai nước này, nhiều thế hệ cừu hận kéo dài, cơ bản đã đến tình trạng không chết không ngớt. Song phương lên tới quốc quân, xuống tới con dân, nói đến quốc gia đối phương, đều nghiến răng nghiến lợi, căm hận thấu xương. Vốn, tuy Đông Phương Vương quốc yếu thế hơn một ít, nhưng mà mấy trăm năm này cũng không có nhược đến tình trạng mất đi chủ quyền. nhưng mà giờ phút này vương thất cùng long ra phát sinh nội đấu quốc lực toàn bộ quốc gia cơ hội tiêu hao hơn phân nửa. lúc này chính là thời điểm đông phương vương quốc hư không nhất. hắc nguyệt quốc thừa dịp hư mà vào đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. cho dù là người buôn bán nhỏ cũng hiểu đạo lý này. hiện tại đông phương vương quốc hoàn toàn chính xác không có tiền vốn gì đi đối kháng hắc nguyệt vương quốc. quan trọng nhất là giang gia cường đại nhất cũng thần bí nhất vương quốc, tựa hồ cự tuyệt vương thất phong thường. Nói cách khác, hiện tại sức chiến đấu cường đại duy nhất của vương quốc. Giang ra, rất có thể sẽ không vì vương quốc mà chiến. Tin tức tuyệt vọng, từng đợt từng đợt lan tràn cả nước. Bất quá lúc này, phách lực của câu ngọc công chúa liền thể hiện ra. Một bên tuyên bố chưa hầu triệu tập lệnh, một bên chiêu cáo thiên hạ, công bố đông phương vương quốc đối với hắc nguyệt quốc xâm lấn, sớm có chuẩn bị. Đại quân tinh nhuệ vương quốc đã lao tới biên giới Tây Nam, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Giang gia cũng sẽ vì vương quốc mà chiến, sẽ không để cho gót sắt Hắc Nguyệt quốc bước vào lãnh địa Đông Phương vương quốc nửa bước. Không thể không nói, lúc này, loại tin tức kia là cực kỳ phấn chấn nhân tâm. Nhất là tin tức Giang gia vì vương quốc thủ vệ biên giới tản ra, toàn bộ Đông Phương vương quốc vui mừng, tinh thần đại chấn. Giang gia, tuy trước kia không xuất chúng, nhưng mà sau trận chiến Long gia làm loạn, Giang gia dùng sức một người, ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ vương thất diệt sát long đằng hầu, tiếu sát đảng đồ, uy chấn trăm vạn đại quân. Loại truyền thuyết này, thông qua mấy tháng thời gian, Giang Gia đã hoàn toàn thay thế địa vị Long Gia, trở thành trụ cột chính thức của Vương quốc. Biết được Giang Gia như trước sẽ vì quốc gia mà chiến, cả nước tất nhiên là một mảnh vui mừng. Mà Giang Trần, như cũ vô cùng điệu thấp, từ khi biết được Hắc Nguyệt Quốc kia sắp xâm lấn, Giang Trần lại một lần nữa liên hệ Mãng Kỳ, để cho Mãng Kỳ phái ra một đám kiếm điểu đại quân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng may, đại quân kiếm điểu ở trong vô tận địa quật, có thể nói là quá nhiều. Lần trước Giang Trần mang đại quân đến, nhiều nhất chỉ điều động một phần mười trong đó. Mãng kỳ lại phái ra một chi đại quân, khiến trong nội tâm Giang Trần càng nhiều vài phần lực lượng. Hắn cũng biết, tin tức mình có thể khu động kiếm điểu đại quân, Hắc Nguyệt Quốc nhất định là biết. Dù vậy, Hắc Nguyệt Quốc như trước dám can đảm xâm lấn, chứng minh bọn hắn đối với sức chiến đấu của kiếm điểu đại quân, bao nhiêu cũng có chút ứng phó. Một trận chiến này, có lẽ sẽ không thoải mái. Tiếu tiếu, không trung truyền đến một tiếng gáy minh bén nhọn, một đạo kim quang rơi xuống, đúng là một con kim dược kiếm điểu. Tiểu hầu ra, trên lưng kim dược kiếm điểu, nhảy xuống một người, đúng là thân vệ đội trưởng thiết đồng. Như thế nào, điều tra đến tin tức gì không? Giang Trần hỏi, thu hoạch không ít, lần này Hắc Nguyệt Quốc tụ tập 36 lộ đại quân, thống quân chủ soái là Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng tinh Nhâm Phi Long. Nhâm Phi Long, Giang Trần đối với Hắc Nguyệt Quốc hoàn toàn không biết gì cả, Đối với tên tuổi Nhâm Phi Long này, tự nhiên cũng là văn sở vị văn. Ân, người này niên kỷ không đến 40, 13 tuổi tòng quân, bách chiến chi công, trở thành quân thần của Hắc Nguyệt quốc. Được Hắc Nguyệt quốc tôn là đệ nhất tướng tinh, nghe nói dùng binh như thần, bách chiến bách thắng. Dùng binh như thần, bách chiến bách thắng, Giang Trần cười nhạt một tiếng, quân đội thế tục giao chiến, bách chiến bách thắng ngược lại là có khả năng. Nhưng muốn nói đến dùng binh như thần, Giang Trần lại chưa hẳn chịu phục cũng không phải hắn ở trên binh pháp không phục đối phương, mà là hai nước giao chiến, cuối cùng còn phải dựa vào sức chiến đấu hạch tâm. Tuy đạo dùng binh trọng yếu, nhưng nhiều khi, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, dùng binh chi đạo có đôi khi không có đất dụng võ. Tiểu Hầu Gia, thuộc hạ điều tra thoáng một phát, đã nhận được một ít tư liệu về Nhâm Phi Long. Người này với tư cách thống quân chủ soái không thể không đề phòng. Tiết Đồng rất là cẩn thận, Giang Trần tiếp nhận tư liệu, nhìn lại, cái tư liệu này, Cơ hồ đều là ghi chép lịch sử tác chiến của Nhâm Phi Long, các loại tác chiến kinh điển tầng tầng lớp lớp. Các loại chiến dịch, cơ hồ đều có bao dung, Nhâm Phi Long này, ở phương diện dùng binh, ngược lại là một kỳ tài. Bất quá, người này tên là Đệ Nhất Tướng Tinh, có thể nói là điển hình của một tướng công thành vạn cốt khô. Người này dùng binh, kiên quyết quyết đoán, lúc cần thiết, bất kể hy sinh, bất kể giá lớn. Đối đãi địch nhân, cho dù là tù binh, cũng cực kỳ tàn nhẫn, nghe nói có một chiến dịch Người này vậy mà giết qua 30 vạn tù binh. Bởi vậy, Nhâm Phi Long này còn có một danh hiệu gọi là sát thần. Quân công tẻ nhạt, đơn giản là thành lập ở trên giết chóc. Ngay cả tù binh cũng giết, Nhâm Phi Long này bất quá là một đồ tể trong quân. Giang Trần đi ra một kết luận, chương 209, địa bàn của ta ta làm chủ hai. Bất quá, đối đãi Nhâm Phi Long này, đáy lòng lại càng nhiều vài phần cảnh giác. Không thể không thừa nhận, năng lực thống quân của người này năng lực dùng binh đích thật là quỷ thần khó lường giang trần trầm tư tuy kiếm điều đại quân của mình lợi hại nhưng dù sao cũng là dựa vào chiến thuật biển người muốn nói binh pháp đó là căn bản không có nếu trong chiến đấu hắc nguyệt quốc làm đủ chuẩn bị có lẽ có biện pháp đối kháng loại chiến thuật biển người này cũng nói không chừng dù sao đối thủ là một danh tướng được xương đệ nhất tướng tinh cùng loại người này đối kháng chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa sao tiết đồng cùng loại người am hiểu dùng binh này nếu như chúng ta theo chân bọn họ chơi binh pháp nhất định là như bọn hắn mong muốn ngươi nói phải không giang trần cười hỏi tiết đồng có chút suy nghĩ động dung nói tiểu hầu ra ý của ngài là bọn hắn nói chiến thuật chúng ta liền không theo chân bọn họ chơi chiến thuật bọn hắn ưa thích dùng binh chi đạo chúng ta hết lần này tới lần khác không theo như sáo lộ an bài cái này là địa bàn của ta đương nhiên do ta làm chủ tiểu hầu ra ngài có cao kiến gì cao kiến chưa nói tới ưu thế của chúng ta ở địa phương nào. Ở tính cơ động của kiếm điểu, chúng ta ở chỗ này chờ hắc nguyệt quốc đại quân đến, vì cái gì không chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, lông nghi tiết đồng nhảy lên, quả thực sướng sờ, lập tức vỗ đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta giống như một mực lâm vào vòng lẩn quẩn của tư duy, tại sao phải ngồi đợi hắc nguyệt quốc đại quân tới chứ? Hoàn toàn chính xác, ưu thế của kiếm điểu đại quân ở địa phương nào? Ngay ở tính cơ động, tính cơ động là cái gì? Là tùy thời có thể đánh, tùy thời có thể rút lui. Nói đánh liền đánh, nói rút lui liền rút lui, toàn bộ quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chúng ta. Hắc Nguyệt Quốc rất có thể có chiến thuật, có thể đối phó chiến thuật biển người của kiếm điều đại quân. Nhưng mà những chiến thuật này cũng cần phải có thời gian đến bố trí. Mà kiếm điều đại quân lại cực kỳ thích hợp tập kích bất ngờ. Chiến trận của ngươi còn không có triển khai, ta như cơn gió tịch cuốn tới. Chờ trận thế của ngươi dọn xong, ta lại như một trận gió rút lui. Loại du kích chiến này, tuy tính sát thương không cao, nhưng có thể quấy rối đối thủ, đả kích sĩ khí của đối thủ, làm cho đối phương mệt mỏi chống đỡ. Giang Trần càng nghĩ càng hưng phấn. Tiết Đồng triệu tập đội ngũ liên hệ Câu Ngọc Công chúa, bảo nàng triệu tập một vạn cung tiễn thủ cho ta. Nếu như là cao giai chân khí cảnh, vậy thì tốt nhất. Hơn vạn cao giai chân khí cảnh cường giả, thoáng cái là rất khó có thể triệu tập. Nhưng mà Hắc Nguyệt Quốc cùng Đông Phương Vương quốc đối chiến, ở Đông Phương Vương quốc có thể nói là toàn dân thành binh triệu tập lệnh vừa ra, lập tức có các lộ cường giả, vậy mà nhao nhao xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Giang Hãn lính. Thứ nhất, bảo vệ quốc gia, đã kích khắc nguyệt quốc xâm lấn, đây là bất kỳ một võ giả nào cũng không chùn bước, đây là bất luận võ giả gì vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thứ hai, những võ giả này cũng muốn biết một chút về Giang Trần, thiên tài dùng sức một mình trấn áp long ra tạo phản trong truyền thuyết kia. Quyết tâm bảo vệ quốc gia, cảm xúc cá nhân sùng bái, hai loại tình kết cộng lại, một ngày thời gian, cao dài chân khí cảnh dũng mãnh vào ba giang thành, liền vượt qua 6.000 người. Đã đến sáng ngày thứ hai, liền có 9.000, đến trưa, số lượng lại tăng đến một vạn hai ba Trình độ nhiệt tình bực này, dù là Giang Trần cũng bất ngờ. Giang Trần không khỏi không cảm khái, võ giả của thế giới này, độ trung thành đối với quốc gia, thật đúng là không phải thổi. Cũng may, Giang Phong với tư cách một đời chư hầu, thủ hạ không thiếu người có thể chỉ quân thống binh. Rất nhanh, hơn một vạn người kia, liền bị chia làm bốn đại đội. Mỗi 3.000 người một đại đội, 300 người một trung đội, 30 người một tiểu đội, mỗi một cấp bậc đều có đội trưởng cùng phó đội trưởng. Thời gian, như cũ là phi thường gấp gáp, bên mãng kỳ kia, nhóm đại quân kiếm điểu thứ hai cũng đã đến, tiềm phục ở trong núi lớn. Giang Trần triệu tập nhóm kim dược kiếm điểu và ngân dược kiếm điểu thứ hai lại, cùng nhóm kim dược kiếm điểu và ngân dược kiếm điểu đầu tiên tổ hợp chung một chỗ. Kể từ đó, chỉ là kim dược kiếm điểu, thì có hơn 800 mà ngân dược kiếm điểu, số lượng vượt qua một vạn. Bốn đại đội, từng đại đội ước chừng có 200 kim dược kiếm điểu, 3.000 ngân dược kiếm điểu, nói cách khác, từng võ giả đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập, ít nhất đều phân phối một con ngân dược kiếm điểu. Chư vị, Hắc Nguyệt Quốc phát động can qua, đại quân ít ngày nữa sẽ sát nhập quốc thổ chúng ta. Các người thân là võ giả của Đông Phương Vương Quốc, đã đến nơi này, cũng không cần ta đến khích lệ quyết tâm bảo vệ quốc gia của các người a. À. Giang Trần cưới kim dược kiếm điểu, trôi nổi ở trên không, như chiến thần hàng lâm. Các ngươi đều là dũng sĩ của Đông Phương Vương quốc, bảo vệ quốc gia, là chức trách của các ngươi, cũng là vô thượng vinh quang của các ngươi. Hắc Nguyệt quốc, lần này thống quân là đệ nhất tướng tinh nhâm phi long, người này dùng binh như thần. Nếu như chính diện theo chân chúng đối kháng, Đông Phương Vương quốc chúng ta không có loại tiền vốn này. Nhưng mà, nếu như để cho đại quân Hắc Nguyệt quốc xâm nhập, nhâm phi long kia lại có một danh hiệu, gọi là sát thần. Hắn là một đồ tể. Hắn chẳng những sẽ chà đạp thổ địa của chúng ta, càng sẽ giết con dân của chúng ta, giết cha mẹ của các ngươi, huynh đệ của các ngươi, con của các ngươi. Các ngươi nguyện ý ở chỗ này chờ bọn hắn giết đến tận cửa, tàn sát thân nhân của các ngươi, hay nguyện ý đi theo ta, chủ động xuất kích. Nghênh địch ở ngoài biên giới, các ngươi nguyện ý dùng máu tươi cùng tánh mạng mình đi chống lại, hay nguyện ý dùng máu tươi của thân nhân các ngươi đi nhuộm đỏ huân chương công lao của bọn hắn? Không thể không nói, Giang Trần ở phương diện ủng hộ sĩ khí cũng không phải quá am hiểu. Nhưng mà những lời này, lại phi thường trực quan. Hơn nữa, Hắc Nguyệt Quốc xâm lấn, đây là cừu hận đời đời tích lũy của hai nước. Đây cơ hồ là không cần động viên, mỗi người đều nguyện ý chiến đến cuối cùng, đều nguyện ý giết đến một hơi cuối cùng. Ở dưới giang trần cổ động, những võ giả kia nguyên một đám vung tay hô to, khắp huyết thề, nguyện ý thể chết theo giang trần, ngăn địch ở ngoài biên giới. Giết địch, giết địch, hơn một vạn cao dai chân khí cảnh, ngay ngắn hổ gầm, âm thanh chấn vân tiêu. Ha ha ha, thú vị, thú vị, đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng cười dài. Tiếng cười dài này, vậy mà ở trong tiếng hô vạn người, như là kim thạch, lực xuyên phá rất mạnh, từ trong hư không xuyên thấu mà đến, đâm vào màng tai mỗi người. Người nào, Giang Trần nhướng mày, Thuận Phong chi nhĩ hơi động một chút, ánh mắt bắn về một chỗ hư không.